Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 6. Cố An Kỳ muốn vui vẻ bao nhiêu thì vui vẻ bấy nhiêu, muốn tự mãn bao nhiêu thì có tự mãn bấy nhiêu. Cô ta ước gì bản thân có thể chạy đến chỗ Diệp Khuynh Thành ngay bây giờ để tận mắt chứng kiến vẻ mặt xấu xí của Diệp Khuynh Thành. Cô ta cần thời gian chuẩn bị để khiến cho Diệp Khuynh Thành phải bẽ mặt. Cô ta muốn Diệp Khuynh Thành phải hối hận vì quyết định ngu ngốc lúc đó. Còn cả tên trai bao Lục Vân nữa. Cô ta muốn đôi cẩu nam nữ này phải bẽ mặt khi ở lại Giang Thành. Cô ta tiếp tục chỉ đạo các biên tập tiếp tục viết các bài báo bôi nhọ Diệp Khuynh Thành và trai bao. Lúc này, có một nhân viên vội chạy vào nói, giám đốc, có một nhóm người ở bên ngoài nói là muốn đập nát tòa soạn của chúng ta. Muốn đập nát tòa soạn của chúng ta sao? Hừ, tôi muốn xem là ai có gan hùm mật báo này. Cố An Kỳ chế nhạo rồi đi ra khỏi tòa soạn thì thấy có một nhóm người ở bên ngoài. Đó chính là Từ Quốc Bân và nhóm vệ sĩ của tập đoàn Từ Thị. Cố An Kỳ nói với vẻ mặt âm trầm, Từ Quốc Bân, ông bị lừa đá vào đầu à? Lần trước, Từ gia của ông cũng là người bị hại ở tập đoàn Khuynh Thành. Ông không cảm kích tôi đã đành mà lại còn tới Giang Bắc bênh vực cho con khốn Diệp. Khuynh Thành đó sao? Khi cô ta còn làm thư ký bên cạnh Diệp Khuynh Thành, những người giàu có và nắm quyền lực trong tay đều là những người cô ta không thể chạm vào, nhưng bây giờ thì khác, cô ta đã leo lên vị trí cao nhất của Trần gia. Đối mặt với Từ Quốc Bân, cô ta chẳng những dám gọi thẳng tên của ông ta mà còn chỉ thẳng vào ông ta mà chửi bới. Tôi thấy não của ông bị người phụ nữ điên đó làm hỏng rồi, Từ Quốc Bân chỉ liếc nhìn Cố An Kỳ với vẻ khinh bỉ, sau đó ông ta nói với nhóm vệ sĩ ở phía sau, mau ra tay đi. Đập nát tòa soạn này cho tôi, đập mạnh vào. Nhóm vệ sĩ lập tức lao lên, bọn họ giơ búa lên và bắt đầu ra sức đập. Bốp, 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 chỉ trong nháy mắt, các mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, một số máy tính trong tòa soạn cũng bị hỏng. Cố An Kỳ hét lên, Từ Quốc Bân, ông bị điên à? Ông có biết ai là chủ của địa bàn này không? Thế nhưng Từ Quốc Bân hoàn toàn không thèm để ý tới cô ta, ông ta chỉ gân cổ hét lên, đập. Đập mạnh vào cho tôi. Mấy người không được ăn à, mau dùng sức nữa đi. Khung cảnh hỗn loạn cùng với tiếng la hét không ngừng vang lên. Đồ điên, tôi muốn ông chết không được tử tế. Cố An Kỳ tức giận gọi điện thoại. Gọi người tới. Cô ta muốn gọi người tới xử lý Từ Quốc Bân. Một lúc sau, cuối cùng người cũng tới nhưng lại không phải là người của Trần gia, mà lại là Tôn Thiên Lỗi người. Đứng đầu Giang Nam, Ngô Thành Hoa cùng với mấy người khác. Trên tay bọn họ cũng cầm búa, có vẻ như cũng tới đây để đập phá tòa soạn. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt. Không ngờ có người nhanh chân tới trước. Khi nhìn thấy người đến trước là Từ Quốc Bân. Vẻ mặt của bọn họ đột nhiên trở nên kỳ lạ. Người thông minh như Từ Quốc Bân biết đây là cơ hội tốt nên đã ra tay hành động trước. Đúng là bội phục. Nhưng mà cũng tốt thôi, có Từ Quốc Bân làm con tốt nên bọn họ cũng chẳng cần làm gì nữa, chỉ đứng một bên xem diễn. Láo xược, ai dám làm loạn ở địa bàn của Trần gia tôi. Đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó, có một nhóm vệ sĩ lao về phía bên này và đẩy những người bên phía Từ Quốc Bân ngã xuống đất. Hai mắt Cố An Kỳ lập tức sáng lên, cô ta lập tức chạy tới, bố chồng, bố nhất định phải làm chủ cho con. Con mới tiếp quản tạp chí Giang Thành chưa được bao lâu đã bị người ta đập phá. Con đau lòng quái. Người đến chính là bố chồng của Cố An Kỳ, ba của Trần Tử Ngang, Trần Bình. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên vạm vỡ có ngoại hình giống Trần Bình tới 70%, chắc hẳn đó là anh trai của ông ta. Chỉ là mọi người không có ấn tượng gì về ông ta. Bọn họ cũng thắc mắc không biết Trần Bình có thêm một người anh trai từ khi nào. Lúc này, Trần Bình đã đi tới trước mặt người đứng đầu Giang Nam với vẻ lạnh lùng. Lôi áo, ông thống trị vùng Giang Nam là được rồi, ai cho ông cái gan vươn tay tới Giang Bắc? Ông không biết vì sao tôi tới Giang Bắc ư? Lôi áo vác cây búa trên vai và nhìn thẳng vào Trần Bình. Trần Bình quay đầu nhìn về phía Cố An Kỳ rồi cười lạnh với lôi áo, sao nào? Con dâu của tôi vạch trần xì căng đan giữa ông và Diệp Khuynh Thành nên ông không yên tâm sao? Những lời này vừa nói ra khiến cho nhiều người có quyền thế ở Giang Nam đều lộ ra vẻ kỳ quái. Thư giãn, sao lại không thể thư giãn được chứ? Trần gia các người sắp gặp họa, chúng tôi còn đang chờ vơ vét tài sản của Giang Bắc, nói xem chúng tôi không thư giãn sao được.
ngay lúc Trần Bình và Lôi Áo đang kịch liệt giãng co. Bỗng nhiên, một người đàn ông cường tráng, diện mạo có phần tương tự Trần Bình, đột nhiên đi nhanh đi tới trước mặt Lôi Áo, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh miệt. Ông chính là Nam Giang Vương. Cậu là ai? Nghe thấy tiếng nói, Lôi Áo lập tức rời mắt khỏi người Trần Bình, đưa tới người đàn ông vừa cất lời. Thân thể có chút run rẩy, rõ ràng ông ta cảm nhận được. Từ trên người đàn ông cường tráng này một cổ áp bách mãnh liệt. Ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Lôi Áo đã học qua một ít công phu, cũng chính nhờ một thân công phu này mà ông ta mới có thể đặt vững gót chân ở Nam Giang, đã trở thành bá chủ một phương. Thế nhưng, khí thế của người trước mắt hoàn toàn không kém gì ông ta. Tại sao Trần gia có thể có được một đại nhân vật như vậy? Lúc này, người kia nhàn nhạt mở miệng nói ra, tôi là Trần An, em trai Trần Bình. Trần An, nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, kinh ngạc nói, là Trần An đã mất tích từ 10 năm trước của Trần gia. Lão gia tử Trần gia, Trần Thái, tổng cộng sinh ra hai đứa con trai, con lớn nhất Trần Bình, con thứ hai Trần An. 10 năm trước, Trần An không hiểu sao lại mất tích. Chuyện này lúc ấy đã tạo ra một phen oanh động, các tòa soạn ở Giang Thành đồng loạt treo tin tìm người hết nửa năm trời, làm hầu hết mọi người đều biết đến. Chẳng trách nhìn người này có chút quen mặt nhưng ấn tượng không sâu, thì ra là Trần An đã mất tích 10 năm trước. Trần An gật đầu nói, không sai, là tôi, năm đó tôi vô tình rơi xuống vách núi, may mắn còn sống, còn bái được một vị sư phụ, học được một chút bản lĩnh, đến hôm nay, tôi đã trở thành một võ giả. Võ giả? Mọi người lập tức lộ vẻ kinh hãi. Nam Giang Vương cũng thế. Mặc dù ông ta cũng có chút công phu, đối đầu với 10 người bình thường cũng không thành vấn đề, nhưng đặt trước. Mặt võ giả thật sự thì căn bản không đáng nhắc tới. Tên Trần An, rõ ràng là gặp họa hóa phúc, trở thành một võ giả. Đúng là chuyện không thể nào ngờ được. Chỉ nghe Trần An ngạo nghễ nói ra, hôm nay tôi trở về Giang Thành, chính là vì chỉnh lý lại thế lực bên này, về sau Giang Thành này chỉ có một Trần An tôi. Không có Nam Giang, Vương ông nữa, ông có ý kiến gì hay không? Trần An nhìn thẳng Lôi Áo, ánh mắt tràn đầy lực uy hiếp. Mồ hôi lạnh trên người Lôi Áo đã chảy ròng ròng. Đối mặt với võ giả thật sự, ông ta thật sự không có cách nào đối phó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần An cười lạnh một tiếng, đánh tan uy áp trên người, nói, hai ngày nữa chính là đại thọ 60 tuổi của cha tôi. Cho nên tôi không muốn khai sát giới, nhưng mà sau đại thọ, tôi không hy vọng sẽ nghe lại cái danh Nam Giang Vương này nữa, hiểu chưa? Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp, thân thể đám người Lôi Áo nhịn không được run rẩy, nhưng rất nhanh liền cắn hàm răng. Võ giả thì như thế nào, đưa đến trước mặt Vân Thiên, thần quân thì không là cái thá gì cả. Dù sao thần quân điện hạ đã hạ lệnh, ngày đại thọ 60 tuổi của lão gia tử Trần gia chính là thời điểm Trần gia bị diệt. Bây giờ cách ngày đại thọ chỉ còn 2 ngày, cục tức này, Lôi Áo ta nhịn. Nhưng vào lúc này, Từ Quốc Bân đột nhiên giống như nổi điên hét lớn, võ giả thì thế nào? Cho dù mày có là võ giả thì cũng không cản được kết cục thê thảm của Trần gia đâu, mày còn ở đây lên giọng cái quái gì? Vẻ on, Trần An lập tức xông đến trước mặt Từ Quốc Bân, hung hăng đá một cước vào ngực của ông ta, ánh mắt âm tàn nói, mày lặp lại lần nữa. Một cước này trực tiếp đạp Từ Quốc Bân phun ra máu tươi, nhưng ông ta vẫn là cần răng nói, cho dù hôm nay mày có đánh chết tao thì tao cũng phải nói, Trần gia của mày chọc tới người không nên chọc, ở đó chờ chết đi. Để tao xem là ai chết trước, Trần An giận dữ, lại đạp một cước lên người Từ Quốc Bân, làm ông ta đau đến mức lăn lộn trên đất, xương cốt trên người không biết đã gãy bao nhiêu cây. Trần gia, xong đời rồi, ha ha ha, đến, đánh chết tao đi. Từ Quốc Bân vừa thổ huyết vừa kêu to. Đám người Nam Giang Vương nhìn thôi mà da đầu cũng không khỏi run lên. Tên Từ Quốc Bân này, đúng là hết thuốc chữa, chỉ cần nhẫn 2-3 ngày nữa thôi cũng không chịu được sao. Đương nhiên bọn hắn không biết, lần này Từ Quốc Bân tới Giang Bắc chính là vì chuộc tội. Ông ta căn bản không có ý định sẽ sống trở về. Mẹ kiếp, sắp chết đến nơi còn lớn mồm như vậy, để tao tiễn mày xuống địa ngục. Trần An trong cơn giận dữ, hoàn toàn quên mất mình mới vừa nói không muốn khai sát giới. Trong phút chốc, chỉ thấy Trần An nhảy lên hơn 5 mét, sau đó cong gối hạ xuống,
cực nhanh vọt tới trước đầu Từ Quốc Bân. Một đòn này của hắn hạ xuống, chắc chắn Từ Quốc Bân không còn đường nào sống sót. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, trong không khí vang lên một tiếng xé gió chói tai, sau đó chỉ thấy một vòng hàn quang hiện ra trước mặt Trần An. Sát thủ! Lông mày Trần An nhíu lại một cái, nhanh chóng chuyển hướng ra ngoài, đáp xuống nơi cách đầu Từ Quốc Bân chừng 20 phân. Lúc này mới khó khăn thoát khỏi đạo hàn mang kia. Sau khi nhìn rõ kẻ đánh lén, sắc mặt Trần An đột nhiên trầm xuống, nói, sát thủ ám ảnh các. Chẳng lẽ người không nên chọc đến được mà Từ Quốc Bân vừa nói là các người đó sao? Trước kia đi theo sư phụ tập võ, đã từng quen biết sát thủ của ám ảnh các, cho nên hẳn liếc mắt một cái liền nhận ra, người trước mắt người này chính là đến từ ám ảnh các. Người tới chính là Liễu Yên Nhi. Chỉ có điều toàn thân cô mặc trang phục dạ hành màu đen, trên mặt cũng đeo mặt nạ, cho nên không có ai nhận ra thân phận chân thật của cô. Liễu Yên Nhi không để ý đến Trần An, mà là liếc nhìn Cố An Kỳ, hạ giọng nói ra, gả cho một tên thái giám có cái gì mà đắc ý chứ. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người Trần gia lập tức đại biến. Chuyện của Trần Tử Ngang là chuyện cấm kỵ của Trần gia, không ai dám nhắc đến, hiện tại lại bị Liễu Yên Nhi này nói huyết tuẹt ra như vậy, làm sao có thể không hoảng sợ chứ. Nhất là Trần Bình, dường như đã đoán được cái gì, nhìn chem chằm vào Liễu Yên Nhi phẫn nộ nói ra, chuyện xảy ra với Tử Ngang vào nửa năm trước có phải là cô làm hay không? Chúc mừng, ông đoán đúng thừa nhận. Liễu Yên Nhi trực tiếp. Vụt, lửa giận Trần Bình trong lòng, lập tức bùng lên phừng phực. Thì ra người trước mắt này chính là người làm con của ông mất đi tư cách làm đàn ông. Trong nửa năm này, Trần Bình không có ngày nào là không muốn tìm được tên hung thủ đáng chết này, thế nhưng có cố gắng như thế nào đi nữa cũng tốn công vô ích. Không nghĩ tới. Hôm nay, cô ta lại chủ động đưa tới cửa. Trần Bình quát ầm lên, Trần An, giết cô ta. Mau giết cô ta đi. Anh muốn đem thi thể của cô ta đưa đến trước mặt Tử Ngang, để thắng bé thỏa thích lăng nhục cô tan. Được rồi. Trần An bước lên, khí tức võ giả lập tức tuôn ra. Bùm, bùm. Trần An quả quyết ra tay một cách dứt khoát, khí thế cực kỳ đáng sợ, hẳn dậm chân liên tục, mỗi bước chân đều có thể hãn lại trên mặt đất một vết cực sâu, nằm đấm của hẳn như được làm bằng thép, uy lực khi vung ra thật đáng sợ. Điều này bỗng chốc áp đảo khiến cho Liễu Yên Nhi phải lùi về phía sau. Đây là sức mạnh của một võ giả thực thụ sao? Đồng tử của mọi người kinh ngạc co lại. Lôi áo bên này cũng cảm thấy bản thân mình không bì nổi, nếu không phải vì biết mình có Vân Thiên Thần Quân. Chống lưng thì ông ta đã sớm phải ngoan ngoãn đầu hàng rồi dâng lên mọi thứ cho tên Trần An này. Là một tu võ giả, sức mạnh không phải là thứ người thường có thể so bì được, sức mạnh đó cực kỳ vô song và đáng sợ. Tuy nhiên, điều mà bên phe Nam Giang Vương không tài nào thấu nổi đó là tại sao sát thủ bên ám ảnh các lại giúp đỡ họ. Lúc này, chỉ trong chớp mắt, hai bên đã giao đấu với nhau không dưới 10 chiêu. Trần An sức lực mạnh mẽ huỳnh huých cứ thế lao tới như một con bò, mỗi cú đấm đều dùng 10 phần sức lực. Còn Liễu Yên Nhi lại kiểu linh hoạt nhẹ nhàng, sau khi được chịu đựng vài chiêu đã không dám cứng đấu cứng trực diện với Trần An nữa mà đã sáng suốt lựa chọn cách kéo dài thời gian. Không cho trận chiến giữa hai người đi đến bế tắc, vùi lại thêm một cú nữa. Khi nằm đấm của Trần An định dội vào cơ thể của Liễu Yên Nhi, Liễu Yên Nhi đã rút lui như thường lệ, đồng thời điều khiển lưỡi để tìm cơ hội tấn công. Sát thủ của ám ảnh các quả nhiên khó nhai. Sắc mặt Trần An trở nên khó coi đi vài phần, nếu như Liễu Yên Nhi muốn đánh một cách thẳng cẳng thì ông ta tuyệt đối sẽ bị cô ta nghiền chết, nhưng đối phương lại không ngừng né tránh xoay người, tốc độ thuộc loại kinh hơn ông ta. Chính vì vậy cái sức mạnh to đùng đùng của ông ta chẳng có chỗ để dùng. Cứ thế ếm lại ở đó, thực sự rất khó chịu, cứ tiếp tục như, vậy sớm muộn gì ông ta cũng sẽ kiệt quệ. Bởi vì một võ giả tu luyện nội lực được chia làm 9 cấp ở giai đoạn đầu, khi nội lực bộc phát ở giai đoạn sau thì đó là. Nhưng Trần An vẫn chưa đạt đến cảnh giới tông sư, chính vì vậy ông ta chỉ có thể dùng đấm đá để tấn công, cho nên mỗi lần đánh trượt, ắt sẽ bị hao tổn nội lực. Khi nội lực của ông ta bị cạn kiệt rồi thì khi đánh trực diện tuyệt đối không thể nào lại là đối thủ của Liễu Yên Nhi. Hiển nhiên, đây chính là chiến lược của Liễu Yên Nhi. Lúc này trong mắt Trần An bỗng hiện lên một tia hung ác, lại thêm một quyền đánh hụt nữa, đột nhiên nằm đấm chuyển thành một bàn tay, sau đó có đạo tia sáng từ lòng bàn tay bắn ra, tia bắn ra mang 5 màu sáng chói lóa.
Liễu Hiên Nhi sợ thất kinh hồn vía. Cái tên Trần An này không phải còn chưa tới cảnh giới tông sư hay sao? Lý lòng nào lại có thể phát ra nội lực được chứ? Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, Liễu Hiên Nhi bất giác kêu lên. Con rết, một con rất bản ra từ trong lòng bàn tay của Trần An. Thứ kia chính xác không phải là nội lực của một võ giả gì hết, mà đó là một con rết sặc sỡ có một đôi cánh màu máu, nó xuất hiện một cách bất thình lình rồi cắn vào mu bàn tay của Liễu Hiên Nhi. Trong chốc lát, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Hiên Nhi chợt tái nhợt, cô ta lập tức quay người bỏ chạy ra ngoài. Trần Bình đầy vẻ nghiêm trọng mà nói, sao không ngăn con ả đó lại? Con sát nhân chết tiệt đó đã cắt đứt của quý con trai cưng của ông ta, nên ông ta muốn chặt cô ta ra thành trăm mảnh biết bao nhiêu. Vậy mà lại bị sổng mất, lần này chẳng biết bao lâu mới báo được mối thâm thù này. Trần An cười lạnh nói, cô ta đã trúng phải độc rết bảy màu của em, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ quay lại lấy thuốc giải từ em, đến lúc đó em sẽ để cho cháu trai Tử Ngang thỏa sức hành hạ cô ta. Nghe vậy, Trần Bình Âu cũng chút bỏ được tí hận thù. Trần An xòe lòng bàn tay ra, một lỗ máu trông đầy đáng sợ xuất hiện, chỉ thấy con rết bảy màu bò trở lại vào lòng bàn tay ông ta, dọc theo lỗ máu quay trở lại. Trong cả quá trình đó, Trần An lộ ra vẻ mặt đau đớn thống khổ, Trần Bình ở một bên nhìn thấy cũng nhăn nhó mặt mày, thật sự rất sốc, nhưng ông ta cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cảm thấy rất tự hào vì em trai mình có một vũ khí lợi hại như vậy. Đợi đến khi con rết bảy màu kia hoàn toàn chui tọt vào. Trong cơ thể mình thì cái vẻ mặt đau đớn thông khổ kia của Trần An mới biến mất, sau đó ông ta đi tới trước mặt Từ Quốc Bân và đá mấy nhát vào người ông ta. Cái kẻ mà ông cho rằng là thứ không thể động vào kia đã bị trúng độc rết bảy màu của tôi rồi, con ả đó sẽ không tồn tại được lâu đâu. Bây giờ, có phải ông đang cảm thấy rất tuyệt vọng không, hử? Trần An cười chế nhạo. Ông ta nghĩ rằng cái ả sát thủ đến từ ám ảnh các kia chính là thứ khiến Từ Quốc Bân kiêu ngạo. Từ Quốc Bân ngã vật xuống đất co giật, mặt mũi của ông A bầm tím sưng húp, nhưng cái ánh mắt kia của ông ta vẫn tràn đầy vẻ bất mãn, không phục. Trần An không có ý định giết ông ta mà sai vệ sĩ đem nhốt ông ta lại, họ phải cùng nhau tra tấn đến khi nào ả sát thủ của ám ảnh các kia tự chui đầu vào lưới thì mới cùng vặt lông cả hai. Trước khi rời đi, Trần An khinh bỉ liếc nhìn đám người lôi áo và nói. Cái gọi là hậu thuẫn của các người. Trong mắt Trần An tôi đây cũng chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi, hãy nhớ lấy, từ giờ trở đi, tôi, Trần An, sẽ là ông trời của cả cái giang thành này. Ông ta ngạo nghễ cười khoái chí rồi rời đi. Nếu không phải vì cái miệng thối của lão Từ Quốc Bân kia thì những tên phế vật ở giang thành này Trần An sẽ không thèm đếm xỉa. Cố An Kỳ bên này cũng hất cao căm, giống như một con gà trống chiến thắng. Trần gia vốn đã hùng mạnh. Hiện tại lại còn có một người chú là dân tu võ nữa, thế thì việc Trần gia sẽ là bá chủ giang thành chỉ là vấn đề thời gian thôi. Được gả vào Trần gia đúng là chuẩn không cần chỉnh. Diệp Khuynh Thành, không phải cô rất xuất sắc sao? Xuất sắc thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi, Cố An Kỳ này vẫn vượt xa cô mọi mặt. Đợi Trần gia cầm quyền giang thành này rồi, thành Nam Giang Vương sẽ bị đuổi khỏi giang thành này y như một con chó mà thôi. Mà Giang Nam Vương này lại là chỗ dựa to đùng của Diệp Khuynh Thành, ngay cả người ủng hộ mình cũng trở thành một con chó có tang, cuộc sống sau này của Diệp Khuynh Thành sẽ chỉ trở nên khốn khổ hơn. Ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi. Mỗi khi Cố An Kỳ nghĩ đến điều này, khóe miệng cô ta không khỏi nhếch lên, sung sướng phát điên. Sau khi người thuộc Trần gia rời đi, Lôi Áo và những người khác đã đứng ở đó một lúc lâu, sự buồn chán muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mặc dù họ đều biết rằng chỉ cần Vân Thiên Thần Quân ra tay thì Trần gia nhất định sẽ bị tiêu diệt, chuyện đó chỉ cần 2-3 ngày là xong. Nhưng hiện giờ cũng phải đợi 2-3 ngày nữa mới được. Nếu bình thường thì 2-3 ngày đó sẽ trôi qua trong nháy mắt thôi, nhưng bây giờ, một ngày cứ dài như một năm. Nghĩ đến sự hèn nhát vừa rồi, lại thêm vẻ mặt kiêu ngạo của Trần An, bọn họ cảm thấy chán nản, nóng lòng muốn đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật của nhà họ Trần. Thật mong Vân Thiên Thần Quân sẽ xuất hiện ra tay giúp đỡ. Nhưng có điều bọn họ vẫn không biết đó là, sở dĩ Lục Vân còn chưa ra tay, là bởi vì hiện tại hắn không ở Giang Thành, với lại hắn cũng không thích đọc tin tức, cho nên hắn không biết Giang Thành đã xảy ra biến cố gì. Mà mấu chốt chính là, Lâm Thanh Đàn và Liễu Yên Nhi sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chị cả đang bàn bạc hợp đồng, cho nên vẫn chần chừ chưa dám gọi điện thoại cho hai người bọn họ.
Còn bên phía Nam Giang Vương lại luôn tin tưởng rằng Vân Thiên Thần Quân đã có sự sắp xếp của riêng mình, cho nên ông ta vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ cho đến sinh nhật lần thứ 60 của Trần Thái. Nếu hiện giờ Lôi Áo nói điều này với Lục Vân thì Lục Vân sẽ tuyệt đối sẽ giết luôn Trần Gia, thế thì đại thọ 60 tuổi của Trần Gia không còn ý nghĩa gì nữa. Tỉnh thành, trong đại sảnh đón khách của tập đoàn Kim thì có một đôi nam nữ đang ngồi, nam thì bảnh trai phóng khoáng, nữ thì dung mạo tuyệt đẹp. Đó là Lục Vân và người chị xinh đẹp Diệp Khuynh Thành. Chỉ chốc lát sau, một nữ thư ký mang vớ đen giày cao gót đẩy cửa đi đến, nói, rất xin lỗi hai vị, hôm nay Kim Tổng của chúng tôi không gặp khách, mời hai vị trở về đi. Không gặp khách, không phải chúng tôi đã sớm hẹn trước rồi sao? Diệp Khuynh Thành nhướng mày liễu lên. Trước khi tới tỉnh thành, cô cũng đã hẹn trước với ông chủ của tập đoàn Kim Thị là hôm nay gặp mặt, giờ đã ngồi chờ nửa ngày. Kết quả lại chờ tới một câu không gặp khách. Qua loa đến như vậy sao? Diệp Khuynh Thành lộ ra vẻ mặt không vui, nhưng cũng không tiện nói nhiều cái gì, dù sao cũng là mình nhờ người ta làm việc. Lúc này, ở cửa lại xuất hiện một người trung niên mặc tây. Trang giày ra, nữ thư ký lập tức tươi cười đón tiếp, mời Dương Tổng đi bên này, Kim Tổng chúng ta đã chờ lâu rồi. Thái độ hoàn toàn không giống vừa rồi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Khuynh Thành cũng không vui, đứng lên chất vấn nữ thư ký nói, không phải hôm nay Kim Tổng các người không gặp khách sao? Nữ thư ký không lập tức trả lời Diệp Khuynh Thành, mà đưa người trung niên Tây Trang tới văn phòng ông chủ trước rồi mới trở lại đại sảnh đón khách và nói, Diệp tiểu thư, kỳ thật Kim Tổng chúng ta đã xem qua tư liệu công ty của các người. Vậy vì sao lại kéo dài thời gian như vậy mà không gặp? Tôi nghĩ chắc Diệp tiểu thư hiểu rõ nguyên nhân Kim Tổng không gặp các người hơn tôi. Cô nói vậy là có ý gì? Diệp Khuynh Thành nhíu chặt mày lại. Thấy cô biết rõ còn cố hỏi, nữ thư ký đành nhún vai và nói, vốn dĩ Kim Tổng của chúng ta nghĩ là ai cũng là người làm ăn, cho các người chút mặt mũi để biết khó mà lui. Nhưng nếu cô đã chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, Kim Tổng của chúng tôi không có khả năng hợp tác với cô đâu. Vì sao? Diệp Khuynh Thành khó hiểu mà hỏi. Nữ thư ký khinh thường nhìn cô một cái. Cũng không biết người này thật sự không biết hay đang làm bộ không biết. Diệp tiểu thư có thể tự lên mạng tìm kiếm từ khóa tập đoàn Khuynh Thành là có thể biết nguyên nhân. Nữ thư ký không kiên nhãn nói một câu, sau đó giẫm lên giày cao gót rời khỏi đại sảnh. Diệp Khuynh Thành đầy mặt nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mang theo đầy bụng khó hiểu, Diệp Khuynh Thành mở laptop của mình ra, nhập vào bốn chữ tập đoàn Khuynh Thành, khi nhìn thấy thông tin đầu tiên bắn ra thì gương mặt lập tức trắng bệch. Tin nóng, mỹ nữ tổng tài Diệp Khuynh Thành của tập. Đoàn Khuynh Thành có sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn, vừa thông đồng với Nam Giang Vương Lôi Áo, đồng thời còn lén nuôi Trao Bao. Bài báo này đã lan truyền che trời lấp đất ở Giang Thành, nhưng so với cả tỉnh Giang Nam thì Giang Thành chỉ là một thành thị nhỏ, tốc độ dư luận cũng không nhanh như trong tưởng tượng. Trừ phi là tìm tòi từ khóa đặc biệt, nếu không rất khó nhìn thấy những bài đăng đó. Đây là nguyên nhân tới bây giờ Diệp Khuynh Thành mới thấy bài báo này. Nếu không phải nữ thư ký vừa rồi nhắc nhở thì có lẽ trước khi cô trở về Giang Thành cũng chẳng hay biết gì. Lục Vân đứng phía sau Diệp Khuynh Thành, tất nhiên cũng thấy được bài đăng đó, trong mắt tức khắc tràn ra sát ý đáng sợ. Hắn mới rời đi Giang Thành không bao lâu mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đám chó chết đó thật đáng chết. Lục Vân lập tức đi ra bên ngoài tập đoàn Kim Thị, gọi điện thoại cho Nam Giang Vương và hỏi. Những bài đăng bôi nhỏ đó rốt cuộc là như thế nào? Là, Trần Gia. Lúc này Lôi Áo còn đang buồn bực ở Giang Bắc, nhận được cú điện thoại này thì cũng hơi ngơ ra. Thì ra thần quân điện hạ còn không biết chuyện này. Trần Gia, tìm đường chết. Lôi Áo, anh lập tức đi chuẩn bị một cái quan tài lớn một chút cho tôi muốn đi chúc thọ. Cho lão già sống dai Trần Gia kia. Tuân lệnh, Lôi Áo lập tức đi làm. Khi Lôi Áo buông điện thoại thì cả người cũng sáng tỏ thông suốt. Đám người Tôn Thiên Lỗi nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ha ha, thần quân điện hạ tức giận, phỏng chừng hôm nay sẽ chơi chết mấy người Trần gia kia, các anh mau đi chuẩn bị quà đi, chúng ta lập tức đưa một phần quà lớn cho Trần gia. Lôi Áo tùy ý cười lớn, vốn dĩ tâm tình còn rất buồn bực, không nghĩ tới báo ứng lại tới nhanh như vậy, căn bản không. Cần chờ 2-3 ngày nữa. Hôm nay bọn họ có thể chút hết cục. Tức bị đè nén trong ngực ran. Cho nên có thể không kích động sao. Diệp Khuynh Thành chạy về Giang Thành với tốc độ cực nhanh,
vội vội vàng vàng về tới tập đoàn Khuynh Thành, thương lượng công việc xã giao với các công nhân. Mà Lục Vân lại chuẩn bị trực tiếp đi tìm Nam Giang Vương, giữa đường lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Tiểu Lục Vân, là chị Yên Nhi, giọng của chị ấy nghe rất suy yếu. Trên mặt Lục Vân tràn đầy nôn nóng, vội hỏi, chị Yên Nhi, chị làm sao vậy? Nhưng đầu bên kia điện thoại lại không đáp lại. AI Lục Vân rít gào một tiếng, vội vàng kích động ý niệm pháp trận, nháy mắt đã biết được vị trí của Liễu Yên Nhi. Hắn vội vàng chạy đến. Khi tìm thấy Liễu Yên Nhi, cô đã ngã xuống một mảnh cỏ, vết căn trên mu bàn tay đã hiện ra màu tím đen. Hơn nữa còn có một dấu ấn màu tím dài 10 cm hiện lên trên cánh tay cô. Đây là độc của Z7 màu. Mỗi lần Liễu Yên Nhi phát tác, độc ấn màu tím sẽ kéo dài 10 cm, khi kéo tới trái tim thì chắc chắn phải chết. Lục Vân không quan tâm được nhiều, hắn quan sát mọi nơi, thấy chung quanh không có ai khác nên trực tiếp xé rách bộ đồ mặc ban đêm của Liễu Yên Nhi. Ánh mắt Lục Vân rất thuần túy, không có chút tà niệm nào, hắn cầm kim châm cứu đâm xuống. Phong bế tâm mạch có thể tạm thời trì hoãn tốc độ độc bộc phát của độc, nhưng nếu muốn hoàn toàn trừ tận gốc độc tố này thì cần dùng bản thể của Z7 màu để làm thuốc dẫn. Lục Vân thi châm xong thì cởi quần áo của mình xuống khoác lên người Liễu Yên Nhi, sau đó ôm thân thể mềm mại của cô rồi chạy về biệt thự Lục Nhân. Lúc hắn đi ra từ biệt thự, hai mắt hắn đã tràn ngập sát ý ngập trời. Hai ngày sau là tiệc mừng thọ 60 tuổi của ông cụ Trần nên mọi người trong Trần gia đang tất bật chuẩn bị. Mặc dù việc tạp chí Giang Thành bị đập phá là sự cố nhỏ nhỏ ngoài ý muốn nhưng nó không ảnh hưởng nhiều tới niềm vui của Trần gia. Đối với Trần gia, khoảng thời gian này có thể nói là tam hỷ lâm môn. Không sai, chính là tam hỷ lâm môn. Chuyện thứ nhất chính là Cố An Kỳ gả vào Trần gia. Chuyện thứ hai chính là Trần An người đã mất tích hơn 10 năm, đã quay trở về với tư cách là một võ giả. Chuyện thứ ba chính là tiệc mừng thọ 60 tuổi của ông cụ Trần diễn ra vào 2 ngày sau. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy Trần gia ngày càng đi lên, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ có thể độc quyền tất cả các ngành công nghiệp ở Giang Thành, chiếm vị thế không thể lay chuyển ở Giang Thành. Lúc này, Cố An Kỳ đang đứng cạnh một người thanh niên có gương mặt nữ tính, thanh âm nói chuyện có chút chói tai, việc tòa soạn bị đập phá ngày hôm nay không khiến em sợ. Hãi chứ? Em không sao. Cố An Kỳ lắc đầu. Giọng nói đầy mỉa mai, cũng chỉ là một đám lâu la không biết tự lượng sức mà thôi. Nếu như tạp chí Giang Thành bị đập phá thì ngày mai lại có một tạp chí Giang Thành thứ hai xuất hiện. Bọn họ chỉ đang lãng phí công sức mà thôi. Đương nhiên với thực lực hiện tại của Trần gia, muốn có bao nhiêu tạp chí Giang Thành mà chẳng được. Có sự bảo hộ của chú An, em tin rằng toàn bộ Giang Thành sẽ nhanh chóng thuộc về Trần gia chúng ta thôi. Em rất hạnh phúc khi được gả cho anh. Cố An Kỳ dựa đầu vào vai người thanh niên một cách thân mật. Người thanh niên có gương mặt nữ tính này chính là Trần Tử Ngang. Vốn dĩ Cố An Kỳ gả vào Trần gia là vì muốn dựa vào thế lực Trần gia để trả thù Diệp Khuynh Thành nên cô ta không hề có kỳ vọng nào về phương diện vợ chồng. Huống chỉ chồng của cô ta thậm chí còn không có thứ đó, cho nên rốt cuộc cô ta có thể mong đợi được gì đây. Thế nhưng Cố An Kỳ đã sớm nhận ra rằng bản thân mình đã sai. Tuy rằng Trần Tử Ngang không còn năng lực ở phương diện đó nữa nhưng dù sao anh ta cũng từng là lãng tử rong. Chơi trốn phồn hoa nên rất có năng khiếu trong việc dỗ dành phụ nữ. Người xưa có câu, Giang Bách có những người giỏi ăn nói, Trần Tử Ngang chính là một ví dụ. Kết hợp với một số công cụ chạy bằng điện khiến cho Cố An Kỳ vui sướng tới mức không chịu nổi. Vì thế những gì cô ta nói với Trần Tử Ngang không hề trái với lòng mình mà bởi vì sau khi kết hôn với Trần Tử Ngang, cô ta đã thực sự trải qua rất nhiều niềm vui và hạnh phúc mà trước đây cô ta chưa từng được trải qua. Trong khi mọi người trong Trần gia vẫn còn đang vui vẻ chuẩn bị cho tiệc mừng thọ diễn ra vào 2 ngày sau. Đột nhiên Giang Nam Vương lôi áo cùng với số người không mời mà tới, trên tay mỗi người cầm một chiếc hộp khóa. Khi nhìn thấy bọn họ, trên gương mặt mọi người trong Trần gia đều tỏ rõ sự thù địch. Trần Bình híp mắt nói, Giang Nam Vương, các người thật đúng là không sợ chết. Tôi vừa mới cảnh cáo các người chiều nay, vậy mà các người lại tới tận cửa tìm chết sớm vậy sao? Ha ha, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Lôi áo xua tay, cười nói, không phải 2 ngày nữa là tiệc mừng thọ 60 tuổi của ba ông sao? Nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi không nhận được thư mời.
Đến lúc đó không nhận được thiếp mời mà lại đến thì thật xấu hổ, nên chúng tôi nhất trí quyết định đến chúc mừng ông cụ trước. Đến chúc mừng trước. Mọi người trong Trần gia ngơ ngác. Trần Bình nói với vẻ mặt âm trầm, tôi chưa từng nghe nói có quy tắc chúc mừng trước. Nếu như dám dở trò thì hôm nay, bất cứ ai cũng đừng hòng rời khỏi Trần gia. Ha ha, không không, ông không thấy chúng tôi mang quà tới sao? Lôi Áo mỉm cười và võ nhẹ vào chiếc hộp khóa màu bạc trong tay. Thông thường, chiếc hộp khóa bạc này được sử dụng để cất giữ tiền. Lễ nào? Dường như Cố An Kỳ đoán ra được điều gì đó, cô ta cười lạnh nói, Giang Nam Vương, nếu như muốn lấy lòng Trần gia chúng ta thì cứ nói thẳng, không cần lấy cớ chúc thọ 60 tuổi của ông cụ làm cái cớ đâu. Lấy lòng? Mọi người trong Trần gia nhìn Cố An Kỳ với vẻ khó hiểu. Không sai. Cố An Kỳ đẩy chiếc kính gọng vuông màu hồng trên sống mũi, phân tích đầy vẻ tự tin, chiều nay có một đám người đến đập phá tòa soạn của chúng ta nhưng đã bị chú An dạy cho một bài học, sợ tới mức không dám thở mạnh. Sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của chú An, chắc chắn vì quá sợ hãi nên bọn họ đến đây đưa tiền nhưng lại không tìm được cách qua mặt nên kiếm cớ nói rằng tới đây tặng quà mừng thọ. Hơn nữa, mục đích bọn họ làm như vậy chẳng qua là vì muốn chú An cho bọn họ một con đường sống, vì dù sao trong khoảng thời gian ngắn nữa, Trần gia chúng ta nhất định có thể độc chiếm toàn bộ Giang Thành. Vì thế nếu như bây giờ bọn họ không đến lấy lòng thì trong tương lai, bọn họ sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào khác nữa. Lời phân tích của Cố An Kỳ rất đơn giản, nghe cũng rất hợp lý nên mọi người trong Trần gia đều gật đầu đồng ý. Trần Bình cũng khẽ gật đầu và nhìn Cố An Kỳ với vẻ tán thưởng. Cô con dâu này rất thông minh lanh lợi, chưa từng làm ô nhục thành danh của Trần gia. Còn Trần An đứng bên cạnh lại khinh thường cười nhạo. Vốn tưởng rằng Giang Nam Vương này là người cứng cỏi, không ngờ mới chỉ ra tay trước mặt ông ta một chút đã khiến ông ta sợ như vậy. Chiến đấu ở đất nước này quá dễ dàng, chẳng thú vị chút nào. Chỉ nghe Trần An đắc ý nói, nếu như các người đã cầu xin tha thứ thì tôi sẽ ngoại lệ lần vậy. Sau khi chuyển tất cả tài sản của các người cho Trần gia, tôi sẽ để các người tiếp tục ở lại Giang Thành. Nghe giọng điệu của Trần An, tựa hồ ông ta đã coi mình trở thành Giang Thành Vương. Cũng chính ông ta đã từng nói rằng Trần An, ông ta chính là Giang Thành Vương. Người tu võ luôn có sự tự tin này. Tuy nhiên vẻ mặt của Lôi Áo cùng với những người khác lại lộ vẻ kỳ quái. Lấy lòng, cúi đầu xin xỏ. Trần gia quá tự tin rồi. Lúc này, Trần Bình đã nhận lấy những chiếc hộp khóa bạc từ Lôi Áo và những người đi cùng. Ngay khi mở ra, sắc mặt của ông ta thay đổi rõ rệt. Minh tệ sao? Sao tiền chôn theo người chết? 6 chiếc hộp toàn là đựng minh tệ. Đây chẳng khác nào nguyền rủa bọn họ chết đi. Mẹ kiếp, các người lại dám khiêu chiến với Trần gia. Nhất định tôi sẽ cho các người xuống địa ngục. Khi nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt vốn kiêu ngạo của Trần An lập tức chuyển sang tức giận. 5 ngón tay của ông ta đột ngột cong lại và lao về phía Lôi Áo như móng vuốt của đại bàng. Biểu hiện của Lôi Áo lập tức thay đổi. Tuy nhiên vào lúc này, một chiếc quan tài làm bằng gỗ đột nhiên bay vào từ ngoài sân đập thẳng vào ngực Trần An khiến cho ông ta bất tỉnh. Trần gia, tôi chờ ngày này đã lâu rồi. Bỗng nhiên một chiếc quan tài bằng gỗ lim từ ngoài sân bay vào, đập vào ngực của Trần An với một lực cực kỳ khủng khiếp. Ngay lập tức cơ thể của Trần An như origami bay lộn ngược về phía sau, cuối cùng đập mạnh vào tường và ngã xuống đất. Dường như lục phủ ngũ tạng đã bị lệch ra khỏi vị trí so với bình thường. Thật mạnh. Khóe miệng Trần An đầy tơ máu, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Mặc dù ông ta cũng có chút chủ quan, nhưng đối thủ xuất hiện một cách mạnh mẽ như vậy đã mang đến cho ông ta cảm giác áp bách cực lớn. Bùm! Đúng lúc này, chiếc quan tài màu đỏ rơi xuống đất làm cả tòa phủ đệ Trần gia đều rung chuyển một phen. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng từ xa xa truyền đến, Trần gia, tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi. Người còn chưa tới, nhưng giọng nói đã truyền đến. Mọi người trong Trần gia đều sợ hãi đến mức mặt mày đều biến sắc. Từ lực đạo mà chiếc quan tài này rơi xuống, thì ít nhất cũng nặng 5-600 cân, trên đời này ai có thể khỏe như, vậy chứ, có thể từ một nơi xa như vậy mà ném chiếc quan tài màu đỏ này vào trong khuôn viên nhà họ Trần. Và có thể đẩy võ giả Trần An vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy. Không thể nào. Sắc mặt Cố An Kỳ tái nhợt lại lập tức lắc đầu lia lịa, cô ta rất quen thuộc với giọng nói này,
nhưng cô ta tuyệt đối không thể tin được chủ nhân của giọng nói này lại chính là người mà cô ta đang tưởng tượng. Chật vật quay đầu lại, cô ta nhìn về phía cổng sân bị hỏng ngoài kia. Cuối cùng, bóng dáng một người thanh niên xuất hiện. Đó là Lục Vân. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong Trần gia đều trợn tròn hai mắt mà biểu thị không thể tin được, đặc biệt là Cố An Kỳ từng tế bào trên người cô ta không khỏi run rẩy. Là hắn. Quả nhiên là hắn. Chiếc quan tài màu đỏ này, là được Lục Vân ném vào. Hắn không phải là thằng đàn ông mà Diệp Khuynh Thành bao nuôi sao, tại sao lại có năng lực đáng sợ như vậy? Cố An Kỳ cố hết sức nghiến răng. Hàm răng của tất cả mọi người trong Trần gia đều rung cầm cập. Bởi vì, tay không mà có thể ném chiếc quan tài nặng như vậy vào đây, cho thấy thanh niên này rất có thể cũng là võ giả. Nói cách khác, người mà mấy ngày nay Trần gia bọn họ đang bôi nhọ chính là một võ giả. Đúng là khó tin mà. Sắc mặt Lục Vân vô cùng lạnh lùng, đã bước vào sân của Trần gia, mỗi một bước đi của hắn, dường như đều đem Trần gia bao phủ bởi một bóng đen đáng sợ. Quan tài chất đầy giấy tiền vàng mã, món quà lớn này, Trần gia các người có thích không? Lục Vân tức giận hét lên, chấn động cả đại viện Trần gia, khiến mọi người sợ đến mức không còn dũng khí để đối đầu. Trần Bình run rẩy nói, Lục tiên sinh, hình như giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm. Lục Vân lạnh lùng liếc nhìn ông ta, khi ông bôi nhỏ tôi và chị Khuynh Thành, tại sao ông không nói đó là hiểu lầm đi? Trần Bình sững người, nhìn Cố An Kỳ, trong ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ tức giận. Tất cả mọi chuyện đều do con tiện nhân này gây ra, đồ chết tiệt. Lục Vân đi thẳng đến chỗ của Trần An, lạnh lùng nói, tôi nghe nói rằng, Trần An ông chính là vua của Giang Thành. Tôi nghe nói rằng Trần gia của các người muốn trở thành bá chủ của Giang Thành. Tôi cũng nghe nói rằng, Lục Vân tôi trong mắt Trần An ông, là một tên phế vật đúng không? Ba chữ tôi nghe nói, đã hù cho Trần An toát cả mồ hôi lạnh. Từ lực đạo mà chiếc quan tài đỏ vừa rồi đánh vào người ông ta lúc nãy, ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh của chàng trai trẻ trước mặt tuyệt đối vượt xa so với ông ta. Từ lâu Trần An đã cảm thấy lo lắng trong lòng. Lúc đầu ông ta nói những lời này là vì ông ta nghĩ rằng mình là võ giả duy nhất ở Giang Thành. Ông ta cho rằng những người chống lưng cho Nam Giang Vương là sát thủ của ám ảnh các. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng chàng trai trẻ trước mặt mình mới thực sự là tồn tại đáng sợ nhất. Chẳng trách lúc chiều, ông ta đánh Từ Quốc Bân đến như vậy, nhưng Từ Quốc Bân vẫn điên cuồng gào hét Trần gia sắp kết thúc rồi. Hóa ra đây là lý do Từ Quốc Bân chắc chắn đến như vậy. Đắc tội với một võ giả như vậy, coi như ngày tàn của Trần gia tới rồi. Ngày tàn của Trần gia đến rồi. Lục tiên sinh, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Trần An cố nén cơn đau trên người lại, nuốt một ngụm nước bọt. Hiểu lầm sao? Trong mắt Lục Vân tràn đầy sát khí, hắn nắm lấy đầu của Trần An, đập mạnh xuống chiếc quan tài bằng gỗ lim. Bùm! Nói lại lần nữa, đây là hiểu lầm sao? Thật sự chỉ là hiểu lầm. Binh Hy! Có phải là hiểu lầm không? Binh! Có phải là hiểu lầm không? Biên Hy, có phải là hiểu lầm không? Trần An ngẩn cả người, thật sự không biết bản thân đã sai ở chỗ nào, là Cố An Kỳ bôi nhỏ cậu, cậu không đi đánh cô ta, anh còn nắm lấy tôi cái làm gì? Thấy ông ta còn không biết bản thân sai ở đâu, Lục Vân đành phải ấn đầu Trần An xuống, lạnh lùng nói, con rết bảy màu của ông đã căn chị gái của tôi, bây giờ nói cho tôi biết, đây có phải hiểu lầm không? Bai mồ! Lục Vân lại nắm lấy đầu Trần An đập mạnh vào quan tài. Trong lúc hắn đi vào, hắn liền cảm nhận được khí tức của con rết bảy màu từ cơ thể của Trần An, vì vậy hắn mới chọn. Ông ta là người đầu tiên để chút giận. So với việc bản thân và chị Khuynh Thành bị bôi nhọ, việc trả thù cho chị Yên Nhi mới là chuyện cấp bách nhất. Vì vậy, làm sao Lục Vân có thể buông tha Trần An? Nghe được Lục Vân nói những lời này, thân thể Trần An kịch liệt run lên. Giờ phút này ông ta đã hiểu ra toàn bộ. Thảo nào Lục Vân tức giận đến như vậy, hóa ra tên sát thủ ở ám ảnh các chiều nay chính là chị gái của hắn. Đây thực sự là một tai họa. Trần An kinh hãi nói, Lục tiên sinh, tôi thật không biết, cái tên sát thủ ở ám ảnh các kia là chị gái của ngài, chỉ cần ngài tha cho tôi lập tức giải độc cho nữ nhân của người, được không? Ông đang bàn điều kiện với tôi sao? Bang! Một cú đập khác. Trần An sắp khóc đến nơi rồi, ông ta đã nói sẽ giả cho nữ nhân hẳn rồi, hắn còn không hài lòng cái gì nữa chứ.
Ầm, Lục Vân lại tấn công. Sắc mặt Trần An tái nhợt. Ầm, tiếp tục đánh. Trần An cuối cùng cũng đã bỏ chạy, toàn bộ nội lực trong cơ thể đều điên cuồng dâng trào, ông ta đỏ cả mắt mà gầm lên, Lục Vân. Đừng có khi dễ người khác, không có tao giải độc, nữ nhân kia của mày nhất định phải chết. Dù sao Trần An cũng là một võ giả, lời tốt đẹp gì cũng đều đã nói hết rồi, nhưng mà vẫn bị Lục Vân làm nhục, ông ta làm sao có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Ngay cả khi đối thủ có mạnh hơn ông ta đi nữa, ông ta vẫn sẵn sàng chiến đấu cho đến chết. Tuy nhiên, đáp lại ông ta vẫn là một trận đòn thê thảm. Ẩm tương đương. À, ông đây liều chết với mày luôn. Trần An gào rú lên ghê gớm, đồng thời cái sức mạnh võ giả của ông ta cũng bộc phát một cách hoàn toàn, thậm chí sức mạnh ấy còn khiến cho từng sợi tóc của ông ta đều dựng ngược lên y như bị sét đánh. Điều này có thể chứng tỏ cơn lửa giận trong người ông ta sục sôi đến mức nào. Ấy vậy mà Lục Vân bên này vẫn làm một vẻ mặt lạnh lùng không đếm xỉa, thậm chí hắn còn chủ động buông đầu Trần An ra, bản thân mình thì lui về phía sau mấy bước. Làm vậy không phải bởi vì hắn sợ Trần An, mà là bởi vì... Ông có biết thế nào là tuyệt vọng không? Lục Vân đầy đĩnh đạc nói, sau đó yên lặng chờ Trần An đem sức mạnh trong cơ thể đẩy tới cực hạn. Sau đó hẳn mới tung một quyền đánh ra. Bịch! Trần An ngã bổ xuống đất rồi thổ huyết. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Thì đó chính là, hắn sẽ cho ông ta cơ hội để bộc phát ra sức mạnh lớn nhất của mình, sau đó hắn sẽ tung một quyền đánh nát tất cả những gì ông ta tự hào. Thứ mà Lục Vân đánh nát hiện giờ không phải là cánh tay của Trần An, mà càng đau đớn hơn chính là sự quá đỗi tự tin của ông ta. Trận đấu này chính là một thứ vạch rõ ranh giới của hai bọn họ. Sức mạnh khác xa một trời một vực. Khí thế hừng hực của Trần An như bị dập tắt ngay tức khắc, nhưng đúng lúc đó một luồng ánh sáng rực chói bay ra từ trong cơ thể ông ta. Đó chính là Z7 màu. Chiêu cực thâm hiểm của Trần An cuối cùng cũng xuất ra. Mắt của Lục Vân hơi híp lại vẻ nghiền ngẫm, sau đó, ngay cái lúc con Z7 màu gần căn chúng mình, hắn đột nhiên phun ra một luồng phù ấn màu xanh cổ xưa, sau đó búng ta một cái đánh trúng cơ thể con Z kia. Z7 màu kêu đau thảm thiết sau đó lại bay ngược vào trong cơ thể Trần An. Mà lúc này Trần An đã sớm sợ thất kinh hồn vía màu loạng choạng to mắt nhìn Lục Vân mà nói. Mày không phải là tu võ giả, mà mày là tu đạo giải. Sở dĩ ông ta nói vậy là bởi vì, tu võ giả sẽ chỉ thuần về phần cô đọng nội lực hơn, muốn làm vậy trước tiên chủ yếu phải có sức mạnh cơ thể cực lớn. Chỉ khi đạt được đến cấp tông sư siêu phàm mới có thể phóng được kinh lực ra ngoài rồi có thể giết được kẻ thù từ một khoảng cách xa. Nhưng tu đạo thì khác, tu đạo ngay từ đầu đã thông thạo. Các loại thần thông, có thể ngang hàng so sánh với võ đạo tông sư. Hai người là hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Võ giả trước khi đạt tới trình độ tuyệt hảo hóa cảnh, thì sẽ luôn luôn yếu hơn đạo giả, bởi vì đạo giả sở hữu thuật pháp khác với võ giả. Hai nữa tu đạo giả là vốn đã có trong mình những thuật pháp thần thông đó, cho nên tu võ giả căn bản không về sánh được với tu đạo giả. Có điều sau khi đến trình độ hóa cảnh, thì tu võ giả cũng có thể mạnh như tu đạo giả. Vì sao lại như vậy? Cái thứ nhất chính là thể lực của tu võ giả mạnh hơn tu đạo giả, nguyên nhân thứ hai chính là tông sư hóa cảnh có thể bản ra được nội lực mang uy lực vô cùng to lớn. Trần An có nam mơ cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng đối thủ của mình lại không phải là tu võ giả, mà lại là một tên tu đạo. Khó trách mà hẳn lại mạnh mẽ hống hách như vậy. Xem ra lần này Trần gia đã giẫm phải đuôi cọp mất rồi. Trần An đầy kinh hãi, nhưng đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ không biết làm gì, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Sao lại có thể như vậy chứ? Trần An gào lên đầy tuyệt vọng. Da thịt trên người ông ta cũng đang nhanh chóng khô lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, như thể máu đã bị rút cạn. Lục Vân vẻ đáng giận mà đáng thương lắc đầu nói. Ông cứ luôn cho rằng con Z7 màu kia là vũ khí giết người của mình, nhưng lại không ngờ rằng mình đã sớm trở thành một cái hộp đựng để cho kẻ khác nuôi con Z. Đúng vậy. Chính xác là một chiếc hộp chứa hình người. Con Z kia hoàn toàn không nắm trong tầm kiểm soát của Trần An. Sở dĩ nó giúp ông ta giết người đều là bởi vì, con rết đó đã coi ông ta như một nơi chứa mình, nó sống dựa vào. Uống máu thịt của ông ta mà lớn lên. Và chắc chắn Trần An sẽ không bị ăn thịt sớm như vậy, mà chỉ sau khi con rết bảy màu kia đẻ trứng vào cơ thể ông ta, thì ông ta mới chết vì máu thịt khô khốc không còn lưu thông.
nhưng trước khi giây phút đó xảy ra thì đương nhiên Trần An sẽ không biết gì hết. Tuy nhiên, ban nãy Lục Vân vừa đánh một trưởng phù ấn kia vào con rết, chính vì vậy đã khiến nó bị thương nặng, bởi vậy nó mới điên cuồng cắn uống máu thịt của Trần An để nhằm khôi phục lại mình. Không thể nào, sao sư phụ có thể hại tao được, làm sao có thể chứ? Trần An cuồng loạn hét lên. Con rết bảy màu này là do sư phụ của ông ta bỏ vào trong cơ thể ông, nếu đúng như lời Lục Vân nói, có nghĩa là sư phụ của ông ta chưa bao giờ coi ông là đồ đệ cả, mà là đang dùng thân thể của ông ta để nuôi lớn con rết bảy màu đó. Trần An không thể tin được sự thật nghiệt ngã này. Nhưng dù có tin hay không thì sự thật là cơ thể ông ta hiện giờ vẫn đang rút khô lại với một tốc độ nhanh chóng. Ngay khi Trần An ý thức được mình đang ở ranh giới nguy kịch thì Lục Vân đột nhiên tới gần ông ta rồi nhẹ giọng nói. Tôi thấy dù sao ông cũng là người sắp chết, vậy thì tôi cũng không ngại nói cho ông một bí mật này, đó chính là tôi đây không phải tu đạo tu võ gì hết mà tôi là một người tu luyện. Một người tu luyện thì phải gộp chung với tu thuật pháp, họ chính là một sự tồn tại giỏi hơn cả võ giả và đạo giả nữa. Điều kiện để trở thành một người tu luyện là vô cùng khắc nghiệt. Tài năng và sự bền bỉ là điều không thể thiếu. Đây là lý do tại sao lão đạo sĩ sư phụ kia lại gửi Lục Vân đến chiến trường biên giới trong suốt 5 năm liền, đó là để mài giũa sự bền bỉ của hắn. Tu luyện giả sao? Trần An nhẹ rên lên một tiếng, hai mắt đột nhiên mở to, sau đó liền chút hơi thở sinh mệnh cuối cùng, không biết có phải là bởi vì quá đau hay là bị lời nói Lục Vân dọa cho sợ. Phình phịch. Sau khi Trần An ngã gục xuống đất không được bao lâu thì đột nhiên trong ngực ông ta nứt toạc ra một lỗ máu lớn, rết bảy màu chui ra ngoài, kích thước dài gấp 10 lần lúc trước, nhìn như một con rằn độc bao phủ bởi chân rết. Rết bảy màu đập đôi cánh đỏ như máu định bay ra khỏi khu nhà họ Trần, nhưng kết quả lại bị Lục Vân bản ra hai luồng phù ấn sau đó rơi xuống đất. Tiểu An. Lúc này, một ông lão hơn 60 tuổi đột nhiên nhào tới người Trần An rồi kêu khóc thảm thiết. Ông ta chính là gia chủ của Trần Gia, Trần Thái. Khi chiếc quan tài màu đỏ đâm vào khu nhà của Trần Gia, thì ông ta đã nghe thấy có tiếng động bên trong rồi, nhưng lúc chạy đến nơi thì mới thấy con rết bảy màu phá nát ngực mà chui ra khỏi cơ thể của con trai mình. Vậy mà ông vẫn không thể nhìn mặt được con trai mình lần cuối. Người con trai đã mất tích đã 10 năm nay, mãi nay mới học được bản linh công phu thượng thừa trở về, ấy vậy mà chưa được vài ngày đã âm dương cách biệt rồi. Thử hỏi Trần Thái sao không đau lòng cho được cơ chứ? Lục Vân nhìn một màn này, ánh mắt hẳn vẫn thản nhiên hờ hững như không, vẻ căn bản không cảm thấy thương hại chút nào cả. Bởi vì bọn họ chính là đại diện cho câu nói đời cha ăn mặn đời con khát nước. Lão già Trần Thái này có thể nuốt được địa bàn lớn nhất Giang Thành này thì tuyệt đối cũng không phải kẻ thiện lương gì. Người ta nói rằng nhiều người đã chết thảm ở Giang Bắc trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của các gia tộc Giang Bắc từ nhiều thập kỷ trước. Nhưng cuối cùng Trần Thái lại là người được lợi duy nhất. Ngày nay, đủ thứ nghiệp cộng lại, giờ chỉ có thể nói là do ông ta tự làm tự chịu. Mọi người trong Trần gia đã choáng váng. Nhị đương gia của bọn họ chết dễ dàng như vậy sao? Còn chết thê thảm, không để lại toàn thây như thế sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mấy ngày hôm trước khi Trần An trở lại Trần gia đã nói với mọi người rằng ông ta là tu võ giả, bọn họ kích động cỡ nào? Thậm chí còn ảo tưởng đến chuyện sau khi làm lũng đoạn Giang Thành thì nên phân phối sản nghiệp ở Nam Giang như thế nào. Nhưng còn chưa được mấy ngày thì hy vọng của bọn họ đã tan biến. Càng nghiêm trọng chính là, có thể bọn họ còn không giữ nổi địa vị hiện giờ, bởi vì thanh niên đứng trước mặt họ lúc này cực kỳ khủng bố. Đầu do con đàn bà đáng chết này. Mọi người trong Trần gia đều trút hết lửa giận trong lòng lên người Cố An Kỳ. Nếu không phải cô ta bôi nhọ Diệp Khuynh Thành, sát thủ ám ảnh các sẽ không xuất hiện, sát thủ ám ảnh các không xuất hiện thì sẽ không bị rết bảy màu cắn, không bị rết bảy màu cắn thì nhị đương gia của bọn họ sẽ không chết nhanh như vậy. Nói một câu không dễ nghe chính là, cho dù Trần An sớm hay muộn gì cũng chết bởi rết bảy màu, nhưng trong khoảng thời gian ông ta còn tồn tại thì Trần gia hoàn toàn có thể mở rộng thế lực đến mấy thành thị chung quanh Giang Thành. Cố An Kỳ chính là tội nhân của Trần gia chúng ta. Nhìn ánh mắt phẫn nộ của mọi người, trên mặt Cố An Kỳ đã không còn chút máu. Cái này còn chưa phải tệ nhất chính là Lục Vân đã đi về hướng cô ta, áp lực kinh khủng kia quả thực sắp khiến cô ta hít thở không thông. Cố An Kỳ, có phải trước đó tôi đã sớm cảnh cáo cô, đừng tới trêu chọc tôi, vì sao cô còn muốn chơi với lửa hả?
Giọng nói của Lục Vân như ác ma. Bịch. Cố An Kỳ bị dọa đến mềm nhũn ngã xuống đất, dưới váy ướt đẫm. Lục Vân lạnh nhạt nhìn chăm chú cô ta và nói, tôi không biết cô lấy tự tin từ đâu mà dám so sánh mình với chị Khuynh Thành. Nếu nói chị Khuynh Thành là ánh trăng sáng trên bầu trời thì Cố An Kỳ cô nhiều lắm chỉ có thể xem như một con đom đóm trên mặt đất, lấy đâu ra dũng khí đó. Sai một ly đi một dặm. Nếu lúc trước khi tập đoàn Khuynh Thành gặp nguy nan, Cố An Kỳ không bỏ đá xuống giếng thì tình cảnh của cô ta sẽ khác với hiện tại. Nếu lúc trước không chọn cách gả vào Trần gia, nếu không trả thù Diệp Khuynh Thành, với vẻ ngoài của cô ta thì chắc chắn cuộc sống cũng không đến mức quá kém. Nhưng rõ ràng có nhiều lựa chọn như vậy, cô lại cố tình chọn con đường sai lầm nhất. Chỉ có thể nói lòng ghen ghét của người phụ nữ này đáng sợ đến cực điểm, đồng thời cũng ngu xuẩn đến tột độ. Cầu xin anh, đừng nói nữa. Cố An Kỳ đau khổ che đầu lại, nước mắt không ngừng lăn xuống, làm nhem nhuốc hết lớp trang điểm cầu kỳ của cô ta, muốn chật vật bao nhiêu có chật vật bấy nhiêu. Lúc này, Trần Bình đột nhiên lạnh lùng nói, Lục tiên sinh, tất cả mọi chuyện đều do người phụ nữ này gây nên, hiện tại tôi tuyên bố trục xuất cô ta khỏi Trần gia, Lục tiên sinh có thể tùy ý xử trí. Trục xuất khỏi Trần gia, Cố An Kỳ đột nhiên run lên, khó có thể tin mà ngẩng đầu. Dùng đôi mắt bị nước mắt phủ kín của mình đảo qua mọi người trong Trần gia. Trần Bình, Trần Thái, và chồng của cô ta là Trần Tử Ngang. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét, rõ ràng muốn hoàn toàn phân rõ ranh giới với cô ta. Đây là sự vô tình của hào môn sao? Giờ phút này cảm xúc trong lòng Cố An Kỳ chỉ có thể được hình dung bằng từ thê lương và tuyệt vọng. Đặc biệt là chồng của cô ta Trần Tử Ngang. Đêm qua khi hai người chơi trên giường, Trần Tử Ngang còn nói sẽ dùng kỹ thuật miệng lưỡi của mình làm cô thích đến bay lên tận trời. Ai ngờ không đến một ngày mà thái độ của anh ta đã thay đổi 180 độ, cứ như một người xa lạ. Sự đả kích này còn nặng nề hơn những lời Lục Vân nói vừa rồi với cô ta. Ha ha ha, tất cả đều là một mình Cố An Kỳ này sai, chỉ có tôi mới là tên hề, ha. Hức hức hức, Cố An Kỳ bi ai cười, cười rồi lại khóc. Khóc rồi lại cười, cuối cùng không ai biết rốt cuộc cô đang khóc hay cười. Cố An Kỳ đã điên rồi. Nhìn cô điên điên khùng khùng chạy ra khỏi Trần gia, Lục Vân chỉ thở dài. Sớm biết như vậy thì sao lúc trước lại làm thế? Hiện tại con tôi đã chết, Cố An Kỳ cũng điên rồi, các người vừa lòng rồi đúng không, còn ở lại nơi đây làm gì? Trần Thái lạnh lùng nhìn quét qua đám người Nam Giang Vương. Nói với giọng khàn khàn. Đám người lôi áo không lên tiếng, mà yên lặng đưa mắt nhìn về phía Lục Vân. Giây lát sau, chỉ nghe Lục Vân lạnh nhạt mở miệng nói, món nợ hôm nay đã tính xong, nhưng Trần gia các người đã quên món nợ mười lắm năm trước sao? Nợ mười lắm năm trước? Mọi người trong Trần gia cảm thấy khó hiểu. Lục Vân hít sâu một hơi và nói, ông không muốn cho tôi một lời giải thích về trận hỏa hoạn ở viện mồ côi Dương Quang vào 15 năm trước sao? Trần Bình. Hàn lập tức nhìn thẳng về phía Trần Bình. Vốn dĩ Lục Vân chuẩn bị chờ đến đại thọ 60 của Trần Thái thì mới tính món nợ này với bọn họ, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, có vẻ Trần gia đã gấp không chờ nổi muốn tìm đường chết, vậy Lục Vân chỉ có thể tính nợ trước mấy ngày. Trần Bình bỗng nhiên run rẩy, hỏi, cậu và viện mồ côi Dương Quang, có quan hệ như thế nào? 15 năm trước, tôi chính là một thành viên trong viện mồ côi, hơn nữa suýt nữa đã chết trong trận hỏa hoạn đó. Ông nói xem tôi có quan hệ gì với nó. Nghe thấy lời này, sắc mặt tất cả mọi người trong Trần gia lập tức thay đổi. Thì ra dù không có Cố An Kỳ gây rối thì cuối cùng người thanh niên thực lực khủng bố này cũng sẽ tìm tới Trần gia bọn họ, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Rốt cuộc Trần gia họ đã tạo nghiệt gì? Trần Bình lập tức hoảng sợ quỳ xuống trước mặt Lục Vân, khẩn cầu, Lục tiên sinh tha mạng, là tôi phóng hỏa gây ra chuyện đó, nhưng không liên quan đến Trần gia. Mong Lục tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Ông ta căn bản không cần tranh cãi, bởi vì nếu Lục Vân hỏi ra vấn đề này thì chứng tỏ hắn đã nắm giữ chứng cứ, dù chối cãi thế nào cũng không có tác dụng. Huống chỉ, thủ đoạn của Lục Vân lợi hại như thế, phỏng. Chừng sẽ có vô số cách làm ông ta nói ra chân tướng, chối cãi chỉ tăng nhanh tốc độ tử vong, chỉ bằng thẳng thắn thừa nhận, nói không chừng còn có thể giữ được mấy mạng của Trần gia. Chỉ đơn giản như vậy. Lục Vân nhíu nhíu mày. Lôi áo đã từng nói qua, 15 năm trước, thị trường địa ốc to lớn như Giang Bắc cũng đủ cho Trần gia ăn no căng,
căn bản không cần mạo hiểm chạy tới Nam Giang để phóng hỏa. Cho nên trận hỏa hoạn đó nhất định có bí ẩn khác. Nghe được câu hỏi của Lục Vân, cơ thể của Trần Bình Khế run lên, ông ta do dự không nói. Quả nhiên có điều gì đó kỳ lạ. Ánh mắt của Lục Vân đột nhiên trở nên lạnh lùng, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị, hắn quát, nếu như ông không muốn Trần gia bị diệt thì tốt nhất ông nên giải thích rõ chuyện xảy ra vào 15 năm trước cho tôi. Ngài Lục, xin hãy tha mạng cho tôi. Trần Bình dập đầu xuống đất và nói với giọng run run, người phóng hỏa 15 năm trước là tôi nhưng đó không phải là chủ ý của tôi mà là có người đã ra lệnh cho tôi làm điều đó. Tôi biết ngay là có điều gì đó mà. Rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho ông, mau nói cho tôi biết. Lục Vân quát lớn. Tôi không biết. Trần Bình tái mặt, ông ta lắc đầu. Lục Vân bước tới và đá thẳng vào đầu ông ta, hẳn tức. Giận nói, đã sắp chết tới nơi rồi mà ông vẫn còn muốn bao. Che cho kẻ đứng sau. Tôi thấy có vẻ như ông không quan tâm tới mạng sống của mọi người trong Trần gia thì phải. Trần Bình lăn lộn trên mặt đất và sợ hãi cầu xin sự thương xót, mong ngài Lục hãy bình tĩnh, không phải là tôi muốn bao che mà là vì tôi thực sự không biết danh tính của người đó. Bốp! Lục Vân lại đá ông ta thêm một phát, trong mắt hắn lộ ra sát khí, ông dám lừa tôi sao? Nếu như ông thật sự không biết danh tính của người đó thì tại sao lại giúp người đó đốt cô nhi viện? Ông thật sự cho rằng tôi là người ngu xuẩn như vậy sao? Không phải đâu ngài Lục, là bởi vì người kia cũng là một võ giả nên tôi không dám làm trái lời. Cũng là một võ giả sao? Lục Vân hơi sửng sốt. Ầm. Đột nhiên dường như trong đầu Lục Vân có một ký ức mơ hồ đang dần dần mở ra, khung cảnh cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhớ ra rồi. Trong trận hỏa hoạn ở cô nhi viện năm đó, rõ ràng hắn có cơ hội chạy trốn nhưng lại bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó giam lại nên hắn không thể động đậy. Đúng vậy, chính là nó. Khi ký ức được mở ra, Lục Vân càng chắc chắn rằng vốn dĩ ngọn lửa này là nhắm vào hắn. Thế nhưng điều kỳ lạ chính là nếu như có người thật sự muốn giết hắn thì người đó có thể trực tiếp ra tay, cần gì phải tạo ra một trận hỏa hoạn lớn như vậy. Hơn nữa, tại sao phần ký ức này đột nhiên biến mất mãi cho tới hôm nay mới xuất hiện lại? Lục Vân cau mày suy nghĩ một hồi. Hắn không biết đáp án của câu hỏi thứ nhất nhưng muốn suy luận ra được đáp án của câu hỏi thứ hai thì lại không khó. Chắc hẳn là lão đạo sĩ đã phong ấn trí nhớ của hắn. Lục Vân đang tu luyện một loại thần công vô danh ở giai đoạn đầu. Trong giai đoạn này, hắn không được phép để xuất hiện tạp niệm. Vì thế, nếu như hắn chỉ nghĩ đến chuyện trả thù thì ha sẽ không bao giờ tu luyện thành công. Có lẽ lão đạo sĩ biết được điều gì đó về danh tính của kẻ thật sự đứng đằng sau. Có điều hiện tại Lục Vân không có cách nào liên lạc được với lão đạo sĩ. Sau khi trở về từ chiến trường, hắn đã đến đạo quán nhưng lão đạo sĩ đã biến mất. Hơn nữa, lão đạo sĩ lại còn thoát ẩn thoát hiện nên cho dù Lục Vân có huy động đủ mọi mạng lưới thông tin của mình cũng không tìm ra được gì. Thật là đau đầu. Lúc này, Trần Bình nói tiếp, tuy tôi không biết danh tính của người đó nhưng tôi mơ hồ nhớ ra hình như người đó từng nói mình đến từ thủ đô. Thủ đô. Ánh mắt của Lục Vân ngưng trọng, một hồi lâu sau hắn mới nói, tuy rằng ông không phải là kẻ chủ mưu của vụ hỏa hoạn nhưng dù sao ông cũng là người phóng hỏa. Vì thế tôi làm cho ông què chân què tay cũng không có gì là quá đáng chứ. Nói xong, Lục Vân ấn mạnh vào hai đầu gối của Trần Bình với tốc độ nhanh như chớp. Răng rắc, tiếng xương cốt bị gãy vang lên. Trần Bình hét lên vô cùng thảm thiết nhưng ông ta không dám lộ vẻ oán hận bởi vì hình phạt này cũng là quá nhẹ, ít. Nhất ông ta cũng giữ được mạng sống của mình. Sau khi giải quyết xong Trần Bình, Lục Vân đứng trong sân Trần gia nhìn về phía bầu trời xa xôi. Thủ đô, võ giả, đúng là càng ngày càng thú vị. Nếu đã vậy thì Lục Vân tôi sẽ nhảy vào vũng nước đục này. Một lúc lâu sau, Lục Vân thu hồi ánh mắt và rời khỏi Trần gia với thi thể của Giết Bảy Màu. Trong lòng hắn có chút văng lặng, khi nào đến thủ đô, có lẽ sẽ gặp nhau. Lôi Áo lặng lẽ liếc nhìn Trần Thái và hai cha con Trần. Bình, cười lạnh nói ác người có biết danh tính của người đó không? Trần Thái nghiến răng nhìn chăm chăm Lôi Áo. Lôi Áo không đưa ra ngay câu trả lời mà dẫn theo Tôn Thiên Lỗi cùng với những người khác rời khỏi Trần gia. Cuối cùng, một giọng nói trầm vang lên từ tường bên ngoài nhà của Trần gia. Trần Thái, ông đã từng nghe đến cái tên của vị thần quân chí tôn của Long Quốc chưa?
Âm ầm, giống như sấm sét trên trời giáng xuống. Thần quân, Vân Thiên thần quân, vị thần bảo vệ Long Quốc. Lúc này, mọi người trong Trần gia đều run lên, trong con ngươi tràn ngập vẻ kinh hãi. A! À, Trần Thái phát ra tiếng kêu thảm thiết, vì quá sợ hãi mà ông ta phun một ngụm máu lên quan tài màu đỏ. Tối hôm đó, Trần gia đã xóa tất cả những bài báo vu khống và bịa đặt. Họ dùng danh nghĩa của tạp chí Giang Thành làm rõ sự thật, đổ hết tất cả mọi sai lầm lần này lên đầu Cố An Kỳ, khiển trách cô ta tung tin đồn ác ý vì Đấu Kỳ. Làn sóng dư luận thay đổi nhanh chóng. Bọn họ không còn chửi bới Diệp Khuynh Thành nữa, thay vào đó là chửi mắng Cố An Kỳ là người phụ nữ xấu xa, tâm địa độc ác. Ngày hôm sau, Trần gia đã tổ chức một cuộc họp báo. Khác, đích thân Trần Thái và Trần Bình tham gia, giải thích rõ chân tướng và xin lỗi trước các phương tiện truyền thông. Đồng thời, Trần gia cũng tuyên bố sẽ rút khỏi Giang Thành trong vòng nửa tháng và toàn bộ tài sản của họ sẽ được bán đấu giá với giá rẻ. Tin tức này vừa truyền ra khiến cho toàn bộ Giang Thành chấn động. Trần gia đứng đầu Giang Bắc, thế lực cũng ngày càng mở rộng. Làm sao bọn họ có thể từ bỏ mọi thứ vào lúc này được? Không một ai biết được đáp án. Tất cả những người biết được chuyện xảy ra ở Trần gia tối qua đều không dám nhắc tới vì sợ nói sai sẽ mất đầu. Lời giải thích duy nhất có thể được đưa ra lúc này chính là có lẽ Trần gia đã đắc tội với một nhân vật lớn nào đó, người này còn đáng sợ hơn cả Giang Nam Vương. Mọi người lại càng tò mò rốt cuộc thế lực đằng sau tập đoàn Khuynh Thành như thế nào mà lại khiến Trần gia kinh hãi như vậy. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra. Nhưng có một điều chắc chắn đó là từ này về sau, Giang Thành sẽ trở thành Giang Thành của tập đoàn Khuynh Thành. Bên bờ Giang Nam, Từ Quốc Bân ngồi trên xe lăn, nhìn về phía nước sông đang chảy cuồn cuộn ở phía trước, trong nội tâm sinh ra một cảm giác khó diễn tả thành lời. Dòng nước vĩnh viễn là vậy, trải qua biết bao thời đại, sẽ không bởi vì bất kỳ cá nhân nào mà ngừng chảy. Bọt nước, có thể cuốn trôi biết bao nhiêu chuyện. Năm đó, con đường đi lên của Trần gia chính là rót vô số máu tươi vào con sông này, thế nhưng cuối cùng giờ đây tất cả chỉ là công dã tràng. Con sông này cũng xem như đã chứng kiến toàn bộ quá trình Trần gia quật khởi rồi lại xuống dốc, đồng thời cũng chứng kiến các thế lực trong Giang Thành chuyển biến từng ngày. Ở thời đại tàn khốc này chỉ có kẻ mạnh làm vua. Từ Quốc Bân nhìn dòng nước chảy mà suy nghĩ một hồi lâu mới thở dài một hơi, rồi nói, thời thế ở Giang Thành nay đã thay đổi, mà ở trận thay đổi này, rốt cuộc Từ gia của chúng ta cũng đã tìm đúng vị trí của mình. Trên mặt ông ta chậm rãi lộ ra một nụ cười. Từ Khải ở phía sau lưng cũng tán đồng nói, cha, lần này. Xem như Từ gia chúng ta đã thành công. Từ Quốc Bân cười cười rồi nói, đẩy cha trở về đi, không lâu nữa đâu, chúng ta còn phải đối mặt với một trận đánh ác. Liệt nữa, chắc chắn trận chiến sắp tới sẽ vô cùng ác liệt, sẽ ảnh hưởng tới tương lai vài chục năm, thậm chí là hàng trăm năm sau của Giang Thành. Vâng, Từ Khải gật đầu. Có thể nói là nhất kình rơi, vạn vật sinh. Sao ý là một kẻ mạnh ngã xuống sẽ tạo cơ hội cho vô số kẻ khác được lợi. Trần gia trước kia chính là một quái vật khổng lồ bá chiếm Giang Bắc, phần đông thế lực ở Nam Giang kể cả Nam Giang Vương liên hợp lại mới miễn cưỡng chống lại được. Đến nay, Trần gia xuống dốc, đã mang đến cho không ít hào môn thế gia có khả năng phát triển. Chính là phần thị trường màu mỡ trước kia mà Trần gia nắm giữ. Ai cũng hy vọng có thể giành được một phần thị trường giữa lúc loạn lạc này. Mà Nam Giang Vương, có lẽ cũng có thể đổi tên thành Giang Thành Vương. Nhà họ Tôn, đại tiểu thư Tôn Tiểu Sở lại trốn khóa luyện thi, đang vui vẻ ôm điện thoại nằm trên ghế salon vui cười không ngừng. Tôi biết ngay mà Lục tiên sinh không thể nào là kẻ yếu đuối được. Tôn Cẩm Vinh thấy mà đau đầu không thôi, thật sự là không còn lời nào để nói với con nhóc này rồi, càng nhìn đứa cháu gái đang nằm cười ngây ngốc trên ghế salon ở đằng kia, trong lòng ông ta càng thêm lo lắng. Xem ra đứa nhóc này hoàn toàn đã rơi vào tay giặc. Nếu là trước khi Trần gia xảy ra chuyện, Tôn Cẩm Vinh chắc chắn sẽ vô cùng hy vọng cháu gái mình có thể ở bên Lục tiên sinh, thậm chí sẽ chủ động tạo cơ hội cho hai người bọn họ tiếp xúc với nhau. Thế nhưng, sau khi chuyện đó xảy ra, Tôn Cẩm Vinh đột nhiên cảm thấy đây chưa chắc là chuyện tốt gì. Trước kia ông ta cũng suy nghĩ giống Tôn Thiên Lỗi, cho Giáng Lục Vân chẳng qua chỉ là em vợ Vân Thiên Thần Quân, lớn lên ở Giang Thành này, thế nhưng sự thật lại khác xa. Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân. Điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là Lục Vân đã sớm gặp đủ loại người, hơn nữa còn là nhân vật đứng đầu cả nước, hắn muốn có bao nhiêu phụ nữ ưu tú mà không được chứ? Nhìn lại cháu gái của mình. Tính cách điêu ngoa, lại không siêng học, mấu chốt là, tuy con bé lớn lên cũng xinh đẹp động lòng người, nhưng chỗ nào đó thật sự quá kém phát triển. Quả thực không có một ưu thế nào đáng nhắc đến. Tôn Cẩm Vinh rất là phiền muộn. Tiểu Sở, ông muốn nói với cháu vài câu quan trọng, cần cháu chuẩn bị tâm lý trước. Câu gì à? Tôn Tiểu Sở bật dậy ngồi ngay ngắn trên ghế salon, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Cẩm Vinh, nói, ông nội, không phải là ông muốn nói với cháu là ông bị bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu nữa đấy chứ? Nhất định là như vậy. Bằng không thì sao ông nội lại nghiêm túc như vậy, còn kêu mình chuẩn bị tâm lý thật tốt nữa? Hu hu hu, ông nội đừng chết mà, Tiểu Sở không nỡ xa ông đâu. Tôn Tiểu Sở thật đau lòng, vừa khóc vừa kéo tay Tôn Cẩm Vinh. Cút! Tôn Cẩm Vinh lập tức đen mặt, mắng, thân thể ông còn tốt lắm, có phải cháu hy vọng ông bị bệnh ung thư lắm rồi phải không? Cháu xem tivi đều thấy người ta diễn như vậy mà, Tôn Tiểu Sở oan ức nói. Bảo cháu bớt xem mấy phim truyền hình tào lao đó đi thì cháu không nghe, xem ra sau này ông phải tịch thu luôn điện thoại của cháu mới được. Không được, điện thoại chính là mạng sống của cháu đói. Tôn Tiểu Sở liền giấu đi chiếc điện thoại bảo bối của mình, vẻ mặt đầy địch ý. Tôn Cẩm Vinh bất đắc dĩ thở dài nói, điện thoại là mạng của cháu, vậy Lục tiên sinh kia thì sao? Nghe thấy ba chữ Lục tiên sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Tiểu Sở hiện lên màu đỏ ửng, thẹn thùng nói, ông nội này, không phải đang nói chuyện điện thoại sao, tự nhiên lại nhắc đến Lục tiên sinh làm gì, cháu với Lục tiên sinh. Còn chưa tiến triển tới mức độ đó đâu. Cô xấu hổ dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, bộ dáng thiếu nữ xấu hổ. Tôn Cẩm Vinh thấy như vậy, càng phiền muộn hơn, xem ra đã hãm sâu vào trong vòng giặc rồi. Hai, lại thở dài một tiếng. Tôn Cẩm Vinh vẫn nghiêm túc hỏi, Tiểu Sở, cháu cảm thấy Lục tiên sinh ưu tú lắm đúng không? Đương nhiên rồi, Lục tiên sinh là người ưu tú nhất, vóc người đẹp mắt, đạo pháp còn lợi hại như vậy, hơn nữa, hẳn đạp. Xe đạp còn nhanh hơn lái Audi nữa, cháu còn kể chuyện này cho mấy bạn cùng trường luyện thi nghe, nhưng mà bọn họ không tin. Bàn đến chuyện của Lục Vân, Tôn Tiểu Sở lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhưng nhìn sắc ông nội không đúng lắm, đành phải dừng lại nói, được rồi, rốt cục ông muốn nói gì với cháu. Tôn Cẩm Vinh dừng một chút nói, cháu đã biết Lục tiên sinh ưu tú như vậy, nếu như cháu không cố gắng thì làm sao có thể xứng với Lục tiên sinh. Khuôn mặt Tôn Tiểu Sở cứng đờ. Ông nội có ý gì đây? Chẳng lẽ là Lục tiên sinh cảm thấy mình không đủ ưu tú, cho nên mới nhờ ông nội chuyển lời cho mình? Mình khổ quá mà. Nội tâm nhỏ bé của Tôn Tiểu Sở tựa như bị tấn công mất máu hết một vạn điểm. Cô còn chưa bắt đầu yêu đương đã phải thất tình rồi, có thể nói không khổ sở sao? Tôn Tiểu Sở bắt đầu rưng rưng nước mắt, thấy cô sắp sửa khóc tới nơi. Tôn Cẩm Vinh vội vàng an, không phải Lục tiên sinh cảm thấy cháu không ưu tú, mà chỉ nói, nếu cháu có thể ưu tú hơn nữa thì tốt hơn. Vậy không phải cũng là nói cháu không đủ ưu tú sao? Hu! Cuối cùng Tôn Tiểu Sở vẫn nhịn không được mà khóc lên. Tôn Cẩm Vinh không đành lòng, đành phải bịa ra một lời nói dối, thật ra Lục tiên sinh nói với ông, chỉ cần cháu thi đậu Đại học Hoa Thanh, hắn sẽ đồng ý ở bên cháu. Thật sao? Thật! Ai nói dối là chó con? Gâu gâu! Trong một hang động lạnh lẽo ẩm thấp bên bờ sông Hoài. Một nơi mà nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn là rắn rết ngổn ngang. Bên trong hang có một ông lão với gương mặt hốc hác ngồi khoanh chân yên lặng, trên người còn có một con mãng xà cực lớn màu chẳng xám quấn quanh, đầu nó gối lên bả vai ông lão, đang lè ra nuốt vào chiếc lưỡi đỏ tươi của mình. Ông già kia nhắm nghiền hai mắt lại, nhưng đột nhiên phụt một tiếng. Miệng ông ta bỗng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên sự tức giận thẳng thốt. Là ai dám giết rết bảy màu của tao? Lúc này có ba người đàn ông mặt mày bạc nhợt xông vào, quỳ rạp trên mặt đất sợ hãi hỏi. Sư phụ, người sao vậy? Sư đệ Trần An của con đã chết rồi. Cái gì, sư đệ đã chết ư? Ba người kia kinh ngạc tột độ mà hỏi lại. Ông lão gầy gò tiều tụy kia gật đầu một cái sau đó nói tiếp. Lần chót ta vẫn có thể cảm nhận được kết nối với con rết là ở tỉnh Giang Nam, một thành phố tên là Giang Thành. Mấy con lập tức đi bắt sống kẻ đã giết Trần An về đây cho ta, lão phu phải xé xác hắn ta ra làm mồi cho rắn. Tuân lệnh.
Sau khi ba người đàn ông với khuôn mặt nhợt nhạt kia rời khỏi, ánh mắt của ông lão gầy gò tiều tụy kia đột nhiên tối sầm lại, một đôi mắt quỷ dị, trông không khác gì với tròng mắt trợn thẳng của con mãng xà to lớn trên vai. Đúng là đáng chết, dám giết chết rết bảy màu mà lão phu đã phải tận tâm kỹ càng nuôi dưỡng bấy lâu nay, nếu để ta bắt. Được thì ông đây nhất định sẽ lột da rút gân kẻ đó. Ông già rắn rết kia gào lên một tiếng giống giận. Bởi vì cái ông quan tâm ở đây chính là rết bảy màu của mình, chứ ai thèm biết Trần An sống hay là chết chứ. Nếu không phải vì bây giờ đang là thời kỳ đột phá mấu chốt trong tu luyện của mình, thì ông ta đã sớm đi đến Giang Thành mà ăn tươi nuốt sống kẻ đó ngay lập tức rồi. Phía bên này, con rết đầy ung hăng ngông cuồng kia đã bị Lục Vân nghiền nát thành bột thuốc, sau đó hẳn cho vào thuốc bắc theo từng phần khác nhau rồi đun sôi thành nồi canh lớn. Bột rết có thể trừ phong hàn, giải độc, tán ứ, nó chính là một loại dược liệu rất quý, đặc biệt là loại bột rết có uy lực cỡ này thì lại càng quý hơn. Lục Vân mới chỉ cho Liễu Yên Nhi uống chưa đến 1/10 bột rết, chất độc trong cơ thể Liễu Yên Nhi đã được giải trừ hoàn toàn. Lâm Thanh Đàn bưng một bát thuốc vừa sắc đến bên giường và nói. Nào, Đại Lang, uống hết thuốc này đi. Liễu Yên Nhi lườm cô ấy cháy mắt nói, này Lâm Thanh Đàn kia, em đã như thế này rồi mà chỉ còn muốn trêu em nữa sao? Rồi rồi, không trêu nữa được chưa? Hiếm làm mới có cơ hội trêu người như vậy, nên Lâm Thanh Đàn cứ vừa bón thuốc cho Liễu Yên Nhi, vừa nói với kiểu trách móc. Nói không phải chứ em ba à, em đã lớn ngần này rồi mà lại bị một con rết cắn thành cái nông nỗi này, chị đúng là không hiểu nổi đấy, con rết kia chẳng lẽ là rết tỉnh à? Lục Vân đứng ở một bên buồn cười không thôi. Chị hai à, chị nói đúng rồi đó, nó đúng là một con rết tinh chứ còn gì nữa. Lúc Lục Vân nghiền con rết đó ra thành bột, các chị em không có mặt ở đó, nếu không để Lâm Thanh Đàn nhìn thấy trên đời có một con rết to đến vậy chắc lúc này chẳng nói ra được những lời như vậy nữa đâu. Còn Liễu Yên Nhi bên này thì rõ mồn một mọi chuyện, nhưng cô cũng không nói cho bọn họ biết. Sau khi cho Liễu Yên Nhi uống thuốc xong xuôi, Lâm Thanh Đàn bèn than nói. Chị cũng không biết gần đây bị gì nữa, không hiểu sao lại xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vậy. Đầu tiên là Trần gia bôi nhọ chị gái và em trai, sau đó lại đến em bị rết cắn. May mắn thay, Trần gia cũng đã đứng ra thanh minh và xin lỗi rồi. Mà nói đến đây cũng thấy lạ thật, Trần gia tốn công tốn sức như vậy rốt cuộc để được cái gì cơ chứ? Lâm Thanh Đàn thực sự nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Còn Liễu Yên Nhi lại nhìn về phía Lục Vân với biểu cảm ngập tràn suy nghĩ đắn đo sâu xa. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng trực giác. Nói cho cô ta rằng chắc chắn là do em trai Lục Vân đã nhúng tay giúp gì đó. Nghĩ đến đây cô thấy, có vẻ như đứa em trai này không chỉ biết võ công và y thuật thôi đâu, mà đằng sau chắc hẳn cũng có một thân phận không hề tầm thường. 5 phút sau, Lục Vân đột nhiên nói. Tác dụng của thuốc chắc gần hết rồi, chị Yên Nhi, em châm cứu cho chị nhé. Giọng nói của Liễu Yên Nhi nhẹ nhàng mềm mại đến lạ, cô khế gật đầu, trên mặt bắt đầu hiện lên một vệt ửng hồng, trông. Cô toát lên vẻ kiều diễm và xinh đẹp vô cùng. Lâm Thanh Đàn nhìn thấy vậy cũng hơi thấy chua chát, nhưng sau đó cô cũng an phận rời khỏi phòng, vì cô ấy biết rằng Lục Vân sẽ châm cứu vào vị trí ngực của em ba. Đây là vị trí rất rất nguy hiểm, bởi vì nó gần với trái tim nhất, nên chỉ cần có một chút bất cẩn thôi sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải vì trình độ hiện tại của Lâm Thanh Đàn không đủ để châm cứu bộ vị đó cho em ba, chứ không cô sẽ không cho hẳn động vào. Thà tự mình làm còn hơn. Bởi dù sao thì nam nữ cũng khác nhau mọi mặt, còn lý do vì sao Lâm Thanh Tân rời khỏi phòng là bởi vì cô sợ rằng mình đứng bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến việc châm cứu của Lục Vân. Thế cho nên, trong phòng hiện tại chỉ còn lại 2 người. Lục Vân lo lắng, lần này hoàn toàn khác với cảm giác khi lần đầu tiên hẳn châm cứu cho Liễu Yên Nhi. Bởi khi đó Lục Vân một lòng lo lắng cho mạng sống của Liễu Yên Nhi. Chính vì vậy châm cứu là sự bất đắc dĩ phải làm, với lại khi đó Liễu Yên Nhi đang bất tỉnh nhân sự, cô cả biết gì cả nên hắn cũng không sượng lắm. Nhưng lúc này, một mỹ nhân đẹp đến ná thở đang nằm trước mặt mình, đang dùng đôi mắt ẩn ập nước nhìn mình, sự quyến rũ này đúng là câu hồn đoạt phách. Chị Yên Nhi à, chị quay mặt sang chỗ khác đi. Ừ, Liễu Yên Nhi ừ nhẹ, vành tai tuyết trắng cùng chiếc cổ như của thiên nga lúc này ửng hồng lên từng mảng chói mắt. Tuy rằng thường ngày cô rất thích trêu chọc Lục Vân, nhưng đó cũng chỉ mang tính chất đùa giỡn mà thôi,
hơn nữa những lúc đó còn cách cả hai lớp quần áo. Nhưng bây giờ, Liễu Hiền Nhi cũng xấu hổ vô cùng. Lục Vân ổn định lại tâm trí, nhẹ nhàng cởi nút áo và ghim kim xuống. 20 phút sau, Lục Vân kết thúc việc châm kim, hãn lau mồ hôi trên trán đang chảy xuống từng dòng, nói. May mà hàng của chị Yên Nhi đều là hàng thật đó nha, nếu không cứ bị châm nhiều kim như vậy bị nổ toạc ra thì tê. Mồ hôi đang tuôn ra trên đầu hắn hiện giờ hoàn toàn không phải là mệt, mà đó là do hắn quá căng thẳng. Nên hẳn không còn sự lựa chọn nào khác mà nói đùa một câu để giảm bớt bầu không khí khó xử này. Liễu Yên Nhi nghe xong thực sự cười khúc khích và dùng ngón tay búng nhẹ vào trán hẳn, đương nhiên rồi, chị Yên Nhi của chú hơi bị được. Thật vậy sao, em ba à, em có muốn đo với chị không? Lâm Thanh Đàn nghe lén ngoài cửa nãy giờ, biết rằng châm cứu đã xong xuôi mới đi vào, cô đẩy của khiêu khích nhìn Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi bĩu môi nói. Ai thèm đo với chị chứ, cứ như là quái vật ý. Ái Liễu Yên Nhi, em dám nói lại câu vừa nãy không hả? Lục Vân châm cứu xong cho Liễu Yên Nhi liền chạy vào phòng tắm tắm rửa một cái, một là rửa sạch mồ hôi trên người, hai là làm mình bình tĩnh lại. Ao! Nước lạnh điên cuồng xối xuống, nhưng chẳng có tác, dụng cái dám gì, thậm chí còn làm Lục Vân hồi tưởng lại đêm đầu tiên đi vào biệt thự Lục Nhân. Hắn đã nhìn thấy cảnh chị Khuynh Thành té ngã ra từ phòng tắm. Cái quái gì thế này? Lục Vân lại xối nước lạnh một hồi, vẫn không đè cảm giác khô nóng trong cơ thể xuống được, cuối cùng thật sự hết cách, đành phải mặc niệm thanh tâm quyết, thật vất vả mới bình tĩnh lại được. Cũng không biết sốt cuộc khi nào mới tu luyện thành công vô danh thần công này, còn tiếp tục như vậy thì thần công chưa thành mà mình đã nổ tung trước rồi. Lục Vân cười khổ một tiếng, sau đó để Trần đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng khi đi vào phòng khách thì hắn đột nhiên trợn tròn mắt. Chỉ thấy trong phòng khách trừ chị hai chị ba thì chị Khuynh Thành cũng đã trở lại. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt chính là bên cạnh chị Khuynh Thành còn có một phụ nữ xa lạ đang ngồi. Hả? Tình huống gì vậy? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lâm Thanh Đàn phản ứng lại đầu tiên, vội vàng đứng dậy đẩy Lục Vân về phòng, trách cứ, em trai làm gì kỳ vậy, ngày thường ăn mặc như vậy trước mặt các chị thì thôi đi. Hôm nay có khách mà em cũng mặc thế à? Lục Vân vô tội nói, em đâu biết chị Khuynh Thành trở lại, còn dẫn theo một cô gái trở về. Cô kia là ai vậy chị? Cô ấy tên là Trương Bình, là bạn cùng phòng đại học của chị cả, nghe nói tốt nghiệp không bao lâu đã gả vào hào môn, lên làm phu nhân nhà giàu, em mau mặc quần áo vào đi, đừng để người ta chê cười. Lâm Thanh Đàn nói, ai dám chê cười Vân Thiên Thần Quân này? Lục Vân lẩm bẩm một câu. Nhưng Lâm Thanh Đàn cũng không nghe thấy, còn chu đáo tìm giúp hắn một bộ quần áo thoải mái. Ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, chị hai mặc giúp em. Lâm Thanh Đàn vươn đôi tay ngọc ra giúp Lục Vân mặc quần áo, hơn nữa còn cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên đó. Lục Vân cảm khái nói, chị hai chu đáo như vậy, về sau ai cưới được chị nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nói bừa gì vậy, chuyện này còn sớm. Mặt Lâm Thanh Đàn hơi đỏ lên, dùng sức đánh một cái lên eo Lục Vân. So với Liễu Yên Nhi thì tính cách của Lâm Thanh Đàn càng dịu dàng khép nép hơn, hễ Lục Vân nói đùa vài câu là cô sẽ mặt đỏ tim đập nhanh, thật là đáng yêu. Kỳ thật Diệp Khuynh Thành cũng tương tự vậy, nhưng cô càng giỏi dùng sự cao ngạo lạnh nhạt để ngụy trang bản thân, Lục Vân cũng không dám tùy tiện trêu cô, nếu không cái đầu nhất định bị gõ cho u một cục. Một lát sau, hai người lại về tới phòng khách, Trương Bình cẩn thận đánh giá Lục Vân một hồi, sau đó quay đầu nói với Diệp Khuynh Thành, tiểu Diệp tử, chị không ngờ chỗ các em còn có một người đàn ông đấy. Cậu ấy tên là Lục Vân, là em trai của em. Em trai, trước kia chúng ta ở chung một phòng 4 năm, cũng không biết em còn có một đứa em đẹp trai như vậy, che giấu đủ sâu đó. Diệp Khuynh Thành cười giải thích, tiểu Lục Vân lớn lên cùng một viện mồ côi với tụi em, không có quan hệ huyết thống, nhưng còn thân hơn chị em ruột. Không có quan hệ huyết thống. Trương Bình sửng sốt một chút, đột nhiên dán sát đến bên tai Diệp Khuynh Thành rồi nhỏ giọng nói, tiểu Diệp tử, không phải chị nói em đâu, tuy rằng coi như chị em, nhưng dù sao cũng không có chung huyết thống, lỡ ngày nào đó cậu ta nổi máu dê thì chẳng phải mấy cô gái tụi em rất nguy hiểm. Em tin tưởng nhân phẩm của tiểu Lục Vân. Chưa chắc đâu, có một số người giỏi ngụy trang, hơn nữa sinh vật như đàn ông hầu hết thời gian đều tự hỏi thông qua nửa người dưới, nếu xảy ra chuyện gì thì em hối hận cũng trễ rồi.
Chị Bình, chị đừng nói nữa. Mặt Diệp Khuynh Thành hơi trầm xuống, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này. Trương Bình đành xấu hổ cười cười, nhưng lại chuyển đề tài, tiểu Diệp Tử hiểu lầm ý của chị rồi, ý chị thật ra là mọi người. Có thể cho chị gia nhập nữa. Cái gì? Diệp Khuynh Thành khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt. Trương Bình vội vàng vỗ vỗ tay cô và nói, ha ha, chị chỉ. Nói đùa một chút thôi, nhìn em bị dọa kia. Chị Bình vẫn thích nói giỡn như trước kia. Diệp Khuynh Thành cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Lục Vân lại không cho là vậy, hẳn có thể cảm nhận ra ánh mắt Trương Bình nhìn mình có chứa một loại tham dục thực thuần túy, giống như muốn thu mình làm đồ chơi của cô ta. Đây tuyệt đối không phải Lục Vân tự luyến, mà vì rất nhiều phú bà thật sự có sở thích này. Xem ra dáng người quá đẹp cũng không phải chuyện tốt, vừa rồi không nên ăn mặc qua loa thế rồi đi ra, nhìn đi, bị người ta nhớ thương rồi đây này. Diệp Khuynh Thành và Trương Bình tiếp tục trò chuyện thêm một lúc trong phòng khách. Một trong những chủ đề mà họ đang trò chuyện là về bạn trai cũ của Trương Bình thời đại học. Thậm chí, Trương Bình và người bạn trai đó còn quyết định sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Diệp Khuynh Thành hỏi cô tại sao sau đó hai người lại chia tay. Trương Bình ấp úng một lúc lâu nhưng cuối cùng cô chỉ thở dài mà không nói gì thêm. Dĩ nhiên Diệp Khuynh Thành không hề để trong lòng vì cô hỏi tới chủ đề này hoàn toàn chỉ đơn giản là muốn trò chuyện. Thấy Trương Bình không muốn nói về chủ đề này, cô cũng không muốn hỏi thêm nữa. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Trương Bình đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, cô còn nhìn Lục Vân thêm một chút. Ánh nhìn đó như thể muốn ăn thịt Lục Vân ngay tức khắc. Lục Vân rùng mình. Sau khi Trương Bình rời đi, Lục Vân hỏi, chị Khuynh Thành, cô ấy tới đây có việc gì ạ? Diệp Khuynh Thành nhổ nước bọt, sao nào, chính em ăn mặc không tử tế lại còn trách người khác nhìn em. Lục Vân cười lúng túng, hắn biết rằng chị Khuynh Thành đang hiểu lầm mình. Một lúc sau, Diệp Khuynh Thành giải thích, chồng của chị Bình là ông chủ của một công ty niêm yết ở tỉnh. Hai bên cũng có chút giao tình nên chị Bình đã chủ động tới tìm chị và nói rằng chị ấy có thể giúp chị thành lập một văn phòng, muốn chị tới gặp ông chủ của tập đoàn Kim Thị. Thì ra là vậy. Lục Vân gật đầu nhưng hắn vẫn không nói ra cảm xúc thật của mình. Có lẽ Trương Bình đó không có ý tốt. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, Lục Vân đến Hạnh Lâm Đường và nói chuyện với Dư Hồng Văn. Ông Dư, việc luyện tập cửu chuyển hồi dương châm sao rồi? Dư Hồng Văn đứng dậy cung kính nói, báo cáo thầy, tôi luyện sắp xong rồi. Chỉ cần khoảng một tuần nữa là tôi có thể nắm vững mọi thứ. Không tồi. Sau khi ông học xong cửu chuyển hồi dương châm, tôi sẽ dạy ông quỷ môn thất khấu thứ. Thân thể của Dư Hồng Văn khẽ run lên, cảm ơn thầy. Cách xưng hô giữa hai người khá thú vị. Lục Vân gọi Dư. Hồng Văn là ông Dư còn Dư Hồng Văn lại gọi hẳn là thầy, cả hai đều có ý kiến riêng. Ông Dư, đã lâu không gặp. Lúc này, có một người đàn ông trung niên với mái tóc xoăn đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa và mỉm cười chào hỏi Dư Hồng Văn. Dư Hồng Văn cũng nhiệt tình chào lại, hóa ra là ông Thẩm, mời ông vào. Người này tên là Thẩm Kim Hoa, là người của Thẩm gia ở Giang Nam. Ông ta có mối quan hệ rất tốt với Dư Hồng Văn. Ông Dư, không phải là ông đã nghỉ hưu lâu rồi sao? Sao ông lại tới đây? Thẩm Kim Hoa hỏi. Ha ha, tất cả đều là yêu cầu của thầy. Tuy nhiên sau khi tới đây và nhận được sự tư vấn, tôi đã nhận ra rằng việc chữa bệnh cho mọi người thật sự rất thú vị. Hơn nữa, cứ ở nhà cả ngày mãi, xương cốt của tôi đã sắp xỉ tới nơi rồi. Thầy, Thẩm Kim Hoa suy nghĩ một chút và cho rằng chắc hẳn thầy của ông Dư cũng là một N bối đáng kính. Không hỏi sâu thêm nữa, Thẩm Kim Hoa nói, ông Dư, thật ra hôm nay tôi tới đây chủ yếu là vì tôi có bệnh. Tôi muốn nhờ ông xem qua một chút. Ồ, vậy ông hãy kể cho tôi các triệu chứng của ông đi. Chỉ là việc đi tiểu của tôi không được tốt lắm. Mỗi lần đi tiểu đều rất ít và có màu hơi vàng. Thẩm Kim Hoa nói. Khi ông đi tiểu có thấy đau không? Trong khi bắt mạch cho Thẩm Kim Hoa, ông hỏi thêm. Không đau, ông còn cảm thấy khó chịu ở chỗ nào nữa không? Thẩm Kim Hoa suy nghĩ một chút rồi nói, bụng dưới của tôi có hơi chướng, ngoài ra không còn gì khác. Sư Hồng Văn gật đầu nói, ông mắc chứng thấp nhiệt sao, thông khí bàng quang kém cho nên ông bị đầy bụng, tiểu khó khăn. Thật ra đây cũng không phải vấn đề gì lớn, tôi sẽ kê cho ông bài thuốc bát chính tán sao, ông chỉ cần uống nó là được.
Sao chứng thấp nhiệt ở người cao tuổi thường phát sinh về mùa hạ, mùa thu. Theo đông y, khi mắc chứng thấp nhiệt thì các khớp tay chân đau, vai lưng nặng nề, khi thấp nhiệt dồn xuống chân thì phù nề. Sao bát chính tán, bài thuốc điều trị thanh nhiệt lợi thấp thông lâm, sỏi thận, đái dắt. Cảm ơn ông Dư. Dư Hồng Văn viết lưu loát đơn thuốc. Đúng lúc này, Lục Vân vừa mới châm cứu xong cho một bệnh nhân. Khi hắn bước đến và xem đơn thuốc, hắn đề nghị thêm, ông có thêm hai vị thuốc bổ phổi vào đơn thuốc như cây cát cánh và hạnh nhân. Thẩm Kinh Hoa lập tức hét lên đầy tức giận, tên học việc từ đâu chui ra, cậu biết gì mà nói. Cậu không thấy ông Dư đang ngồi kê đơn thuốc ở đây sao, làm gì đến lượt cậu đứng đây chỉ trỏ. Khi ông ta vừa dứt lời, những bệnh nhân xung quanh đều có biểu hiện khác thường. Mặt của Dư Hồng Văn cũng tối sầm lại, ông nói, ông Thẩm, mong ông đừng vô lễ với thầy của tôi. Thầy của ông, Thẩm Kim Hoa sững sờ, nhất thời không quay đầu lại. Những bệnh nhân xung quanh cười nói, sao ông lại dám nói rằng Lục Thần Y chỉ là một tên học việc? Thưa ông có phải là một tên hề được mời đến để diễn trò không đấy? Ha ha, chắc chắn ông ta từ nơi khác tới. Ở Giang Thành này, có ai mà không biết Lục Thần Y của chúng ta là thầy của ông Dư? Có thể nhận được lời khuyên của Lục Thần Y thì ông nên vui mới phải chứ? Đúng thế, bình thường chúng ta muốn gặp mặt Lục Thần Y cũng không được. Mãi cho đến hôm nay Lục Thần Y mới tới đây được một lần mà ông lại bảo người ta là tên học việc, đúng là nực cười. Nghe thấy những lời chế giễu của những bệnh nhân xung quanh mình, Thẩm Kim Hoa hoàn toàn choáng váng. Lục Thần Y, thầy của ông Dư, chính là cậu ta. Thẩm Kim Hoa không thể tin nổi. Ông ta cứ tưởng thầy của Dư Hồng Văn là một ông cụ đức cao vọng trọng, thật không ngờ người đó lại còn trẻ như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dư Hồng Văn, Thẩm Kim Hoa biết đây nhất định không phải là nói đùa. Ô, ông ta vội vàng đứng dậy nói, Lục Thần Y, tôi xin lỗi. Vì vừa rồi không biết thân phận của cậu nên tôi đã vô tình xúc phạm đến cậu. Lục Vân khoát tay nói, không sao đâu, người không biết không có tội. Lúc này, Thẩm Kim Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Dư Hồng Văn nghiêm túc hỏi, thưa thầy, vừa rồi thầy bảo tôi cho thêm vị thuốc bổ phổi vào bát chính tán. Thầy có thể giải thích thêm được không? Lục Vân gật đầu, cái này gọi là nhấc mở nắp sao. Sao nhấc mở nắp là một trong những nguyên tắc chữa bệnh. Nó đề cập đến một phép ẩn dụ để thúc đẩy đi tiểu bằng cách khuếch đại hoặc nâng phổi. Nhấc mở nắp, đúng. Lục Vân giải thích, cơ thể con người chúng ta giống như một ấm trà. Nếu như chúng ta hơi nghiêng ấm thì sẽ rót được trà ra. Nhưng nếu như chúng ta muốn rót trà ra nhanh hơn thì chúng ta chỉ cần nhấc nắp lên. Tôi hiểu rồi. Dư Hồng Văn vỗ trán nói, phổi nằm ở vị trí cao nhất trong các cơ quan nội tạng, cũng giống như nắp ấm trà. Sau khi sử dụng vị thuốc bổ phổi cũng tương đương với việc mở nắp ấm trà, tác dụng lợi tiểu tự nhiên sẽ mạnh hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.